Đó. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ ôn tập cái phần tính toán cái mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ và ghép tần khuếch đại. Cô thí dụ đây là đề một cái bài mà tiếng Anh, nhưng bản bản chất thì nó cũng giống tiếng Việt. Cô chỉ review rất là nhanh. À, đây là mạch mà bài tập khoảng 5 cột điểm. Ở cái 5 năm cái mức điểm ạ. Anh tưởng tượng coi, tức là trong một bài của mình á là có 3 điểm là trắc nghiệm. Mỗi một câu 20 câu thì mỗi câu có 0,15 điểm. Thế và 7 điểm còn lại của chúng ta nó nằm trong cái phần này. Thế thì thí dụ như là trên slide của các em thì các em sẽ thấy cô phân tích trước đã, là cho mạch như hình chẳng hạn. For the cascade amplifier, including two stage SOI in Fig 1. Thế thì câu số 1 bao giờ người ta cũng nói là tính tính điểm quy chẳng hạn. Cái bài này thì sao nó ngắn quá, cô cũng chưa hiểu lắm. Đại khái là tìm tính điểm quy này, hay là tìm cái điện trở RE này, rồi vẽ DCNL này. Thì trong cái bài vừa mới xong cô gửi cho các em và ở Zalo á, là thầy Hoàng có cho các em một cái sample, và cho dù điều kiện thế nào đi chăng nữa, trong mọi trường hợp chúng ta chỉ quan tâm đến cái tầng cuối cùng thôi. Tầng cuối cùng là tầng tiếp xúc với tài. Và ở đây á có một cái câu là determines, rồi sketch the small sino equivalent circuit. Thế thì đầu tiên hết để phân tích một cái bài á, thì các em phải break nó ra thành hai phần. Phần đầu tiên là phần tiếp xúc với tài, và nếu mà công thức thì các em biết là để chúng tính tính được công thức này, tức là chúng ta phải tính được IEQ đấy các em, đúng không? Mà tính được IEQ á thì bình thường cô luôn luôn giảng bài các em có 3 step. À, thế nếu là tiếng Việt thì chúng ta để tính tất cả các cái thông số của mạch phân cực các em, chúng ta đều phải đi theo ba cái bước, thì có lẽ là nó sẽ dễ dàng hơn. Lát nữa cô sẽ quay lại những cái slide này. À, bây giờ cho mạch như hình, một cái hình thứ hai. À, phải xác định tính điểm quy, và ở đây người ta là thôi Q1 và Q2 luôn. Thế thì cái bài quan trọng nhất của chúng ta vẫn là cái Q2 các em. Đây, Q2 trong trường hợp này là mạch phân cực có điện trở RS, à có điện trở RE, và cái thứ hai là cái bộ cầu chia áp của BJT, tức là lúc nãy là chúng ta làm phép, chúng ta là BJT, thì bây giờ chúng ta là BJT và BJT, và hai cái mạch này may quá là mạch ơ chung. Được chưa? Và chúng ta cũng phải nào là vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ. Ở đây người ta tách ra xác định các tham số xoay chiều, thì ở đây ví dụ như người ta bảo là phải xác định output input impedance, tức là điện trở ngõ vào và điện trở ngõ ra. Và cuối cùng là vẽ động và tĩnh trên cùng một đồ thị, rồi vân vân. Rồi vẽ sóng ngõ ra, rồi có một cái câu nữa các em. Là xác định cái tần số cắt dưới của mạch. Thế thì khi mà chúng ta gặp bất kỳ một bài, lúc nãy là chúng ta đã gặp được hai bài rồi nha. Giờ cô đi tiếp. Có vẻ là nó nhẹ nhàng hơn cho các em tiếng Việt muôn năm đúng không các em? Nào. Nhưng mà chúng ta chẳng sợ. Lúc nãy là các bạn đã được tiếp xúc với tiếng Anh, thì bây giờ chúng ta thử tiếp xúc với tiếng Việt.
cho mạch như hình. Ở đây chúng ta thấy lại ghép một tầng phép vào một tầng BGT. Và cái câu này nói chung là câu lớn nhất trong một cái bài, cho nên là chúng ta phải làm được câu 1. Không cho phép các em không làm được câu 1 các em nhá. Nếu các em không làm được câu 1 là mình out luôn cả khóa luôn. Đúng không? Câu C này cũng dễ này. Còn cái này là sau khi câu C xong vẽ là 0,25 điểm ạ. Chúng ta xác định tần số. Rồi xác định tần số cắt thấp. Đây có một tụ à? C3 này. Ở đây người ta bảo có một tụ, tụ C3 là cái tụ này này. Ở đây có, nếu xác định tần số cắt đấy các em, thì nó có những cái như sau. Tức là có ba cái tụ mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ bộ khuếch đại, một tụ 1, tụ 2 tại ở ngõ ra đấy các em, và tụ 3. Thế cả các em bảo cô các cái tụ bên trong này sao, các tụ bên trong này cũng có thể có. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tính, nhưng mà cô chỉ cần tính cái C3, C5, C1 là cô biết ảnh hưởng đến tần số thấp. Và cuối cùng là vẽ xong gõ ra vân vân, thì cái bài ca này là cái bài ca mà các em có thể gặp bất kỳ lúc nào. Và chúng ta không sợ. Rồi. Cho mạch như hình. Đây là hai BGT, một là mạch phân cực ơ chung luôn. Mắc ơ chung tức là cô quan tâm đến cái tầng thứ hai mới được. Bao giờ mình nhìn vào mạch á, bao giờ mình quan tâm đến cái tầng thứ hai trước. Sau đó mình sẽ quan tâm đến cái cầu chi áp sau. Bao giờ cái câu này tìm làm điểm làm việc tĩnh quy 1, quy 2. Nhưng nếu người ta chỉ nói là xác định điểm quy của mạch ấy, thì chúng ta chỉ cần xác định cái mạch này thôi. Cho quy 2 thôi, là quy tiếp xúc với tải. Xác định AVAI này, rồi cho tín hiệu vào là hình sin này, vẽ dạng sóng ngõ ra này. Chả nói méo hay cái gì nữa cũng được. Ok. Thế thì đấy là các cái dạng mạch và cái dạng mà khó nhất, phức tạp nhất là nó có thêm cái con, nó có thêm cái con phép nha em. Ở đây cô chỉ gợi ý thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài mà khó nhất đầu tiên, là cô dùng hai cái mạch ghép BG, tức là hai mạch ghép về cầu phân áp. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử tính toán. Bây giờ xác định điểm quy của bộ khuếch đại. Thế là một cái câu chung mà kem. Thế bây giờ chúng ta sau khi mà chúng ta đọc được đề bài rồi, thì trước tiên hết là câu số 1 này em. Bài giải câu số 1. Xác định tính điểm quy, chúng ta sẽ viết vào bảng công thức luôn. Trong trường hợp này là ICQ và VCEQ. Tại sao vậy? Mình nhìn một hồi mình quen em. À thế thì bây giờ đầu tiên hết là chúng ta phải xác định cái vùng. Cô cho cái vùng cô xác định cái mạch đầu tiên của cô là mạch này, xác định tính điểm quy của bộ khuếch đại các em. Đây cái màu vàng này đây. Thế thì cô xét cái tầng thứ hai trước các em, viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. À cái này thang điểm 10 với cả 5 á, là chẳng qua là nó là cái thang điểm 100 đấy các em. Em nhìn thấy 10 điểm em nghe thấy khiếp quá đúng không? 10 điểm đây là người ta tính điểm 100, tức là một điểm. Mà câu này thì chúng ta biết ngay. Thứ nhất là để vẽ được nó thì các em cứ cho cô chạy màu đỏ trước. Trước tiên mình thấy là ở đây có hai tầng, một hai tầng là BGT. Ta tính số 1, điểm số 2 và ta tính tới điểm số 3, tức là cứ sau mỗi cái tụ thì các em viết vào đấy cho cô là cái điểm, vị trí. Và bây giờ đầu tiên hết cho mạch phân cực là câu đầu tiên. Câu này thì chúng ta áp dụng công thức. Chúng ta xét này. Dòng nó đi này, dòng màu đỏ này, nó đi đến tất cả những cái nơi nào, và như vậy nó qua bốn cái điện trở của tầng Q2 hết. Và nếu như chúng ta nhớ lúc nãy chúng ta vừa ôn xong đấy các em,
Thì mạch này được mạch được gọi là cầu chia áp. À, mình nhìn thấy đằng sau nó có hai cái cầu chia áp và mạch mắc ơ chung. Như vậy chúng ta phải xác định hai cái tọa độ là ICQ và VCEQ. Ơ chung là sao? Ơ chung là chúng ta phải vẽ nó trên cái đồ thị. Vì nó là ơ chung, cho nên một cái đồ thị họ đặc tuyến nó ra là một đồ thị là IC và một chỗ này gọi là VCE. Và em chắc chắn em sẽ có một cái tọa độ gì điểm Q nó nằm trên đây, cho nên tại sao chúng ta phải xác định điểm Q ICQ và VCEQ. Và chúng ta mặc định tính bằng phương pháp tính gần đúng để cho chúng ta dễ dàng. Thế thì để tiến hành xác định tính điểm Q thì các em xem là chúng ta phải biến đổi nó thành một mạch tương đương, vì đây là mạch cầu chia áp mà. Thế thì cái mạch tương đương đó mình máy móc hết sức luôn các em. Ta vẽ tương đương cái gì? Máy móc luôn. Vì đây là cầu chia áp mà. Thì cô vẽ được nó tương đương với một cái điện trở, và cô gọi điện trở này là RBB, tùy các em cái muốn gọi R Thevenin cũng được và VBB. Sau đó chúng ta biết rằng mạch lại trở về vị trí cũ. Phần bên phải của chúng ta giữ nguyên các em. Và các em đặt tên cho nó đúng như là cái này là Q2 các em. Cô gọi luôn là chữ Q cho nó dễ. Q2. Cái này là R E2. Và cái này là RC2. Và bây giờ em cứ cho RL vào. Và các em bảo bây giờ tụ có không cô? Có. Mình vẽ cái tụ. Thôi chết rồi. Mình chọn cái tụ thôi được. Mình vẽ lại nó y chang. Mặc dù các em bảo cô ơi cô, khi mà mình, cái này là tụ CE2, rồi chúng ta vẽ lại y chang cái phần còn lại. Mặc dù em nói thưa cô là cái phần phân cực nó có gì quan trọng không? Nó có liên quan đến các tụ không? À, mình vẽ lại cái mạch tương đương để cho mình dễ định vị. Và chúng ta sau khi đã vẽ lại cái mạch như thế này thì trước tiên là chúng ta phải viết đây là mạch phân cực cầu chia áp. Cho nên cô có thể biến đổi và công thức các em cứ thế mà tính luôn ngay từ lúc ban đầu. Là một cái tích RB1, RB2 chia cho RB1. Lúc nãy cô cũng đã ôn rồi. RB2, tí nữa cô sẽ gửi cái video lúc buổi sáng mình tích cho mỗi trường hợp. Rồi VBB, mình được quyền chấp nhận luôn công thức và kem thế số vào đây. Và chúng ta tính một cái ra con số luôn. Và kem nhớ chứ cô là 10 mũ cộng 3. Thường nó là ký. Được chưa? Rồi tiếp theo chỗ này em viết VCC ở đây. Và em lấy cái điện trở ở phía dưới. Cái RB2 này này kem. B22. RB22 và RB21 theo cái hình vẽ. Thế thì em viết là RB B21 và B22. Cả B21 và B22, cô xin lỗi đấy. Và RB22 các em. Tại sao vậy? Chúng ta phải, cô nhắc lại là chúng ta phải lấy cái điện trở ở cái VBE. Vì VBE quyết định sự làm việc của cái mạch điện luôn đấy các em. Thế và chúng ta chia cho hai cái tổng là RB21 cộng RB22. Và các em thế số vào cho cô. Và cái VBB này chắc chắn phải lớn hơn 0,7 các em nhé. Nếu mà các em có cái gì đó nhỏ hơn 0,7 là không đúng. Tại vì nó phải đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi em chuyển đổi được cái mạch như thế này thì các em nhớ cho cô ở cái phần này. À, chúng ta có thể đánh dấu vào. Đây là điểm số 2
Và đây là điểm số 3. Tức là chúng ta phải xét cái mạch khung màu vàng trước em. Đúng chưa? Khi mà chúng ta xét cái tầng từng tầng một hoàn toàn độc lập và như vậy chúng ta xác định tính điểm Q, còn nếu người ta gọi Q1, Q2 thì lúc đó chúng ta tính sau. Và bây giờ chúng ta tiến hành theo các bước sau. Rất máy móc. Ta gọi là step 1 cũng được. Thì bao giờ chúng ta phải viết cái phương trình. Bây giờ mình đi tìm ICQ bằng bao nhiêu đó. Thì bây giờ mình có công thức là ICQ phụ thuộc vào IBQ. Do vậy, bước 1, cô viết là phương trình phân cực kem. Sao gọi phân cực? Thôi, mình không hiểu. Thì bây giờ mình tìm cái phương trình nào mà có chứa IB. Đúng không? Tại vì từ IB, thế làm sao mình tìm ra được cái phương trình đó? Thì bắt buộc các em phải nhìn vào một cái khung của mình. Cái phương trình phân cực nó là cái gì vậy? Bây giờ mình bình thường nha. Bây giờ cô có dòng màu đỏ này. Nó từ cái nguồn này này, xuống đây này. Xuống đây này, xuống đây này, xuống đây này, đi xuống đây này. Như vậy, một cái màu đỏ. Và đây cô có một nguồn nữa. Nguồn này lúc nãy là cầu chi áp và chúng ta phải có chữ IB ở đây. Và IB đây là IB một chiều của chúng ta đấy. Thế thì cái dòng IB nó sinh ra, chúng ta xác định được một cái khung kem. Cái khung này màu, bây giờ cô cho màu gì bây giờ nhỉ? Màu cam đi. Cái khung này nó có một cái vector điện áp. Và nó có tiếp theo này. Vector thứ hai là VBE này. Có mặc định rồi. Và cái khung này nó nhỏ nhỏ này đây. Và nếu mà các em ứng dụng thì thôi. Và cô em không hiểu lắm. Ok. Em viết sang cho cô bên đây. Khung đó có điện áp VBB bằng. Cô đi nhanh luôn. IBRB. Khi mà các em viết sẵn như thế này á, các em lấy ra các em chép tập và tập cũng được luôn. Không vấn đề gì. Cộng VBE. Tại sao dấu cộng thì cô nói rồi. Tại vì dòng điện đi từ cực B tới cực E theo đúng chiều. Và ở đây là dòng điện. Đây là điện áp. Mặc dù nó ngược chiều cái mũi tên như vậy đấy. Nhưng mà chúng ta luôn luôn cho nó ở đây là cái dấu cộng. Tiếp theo. Cộng IE. RE. Và ở đây nếu mà bình thường thì các em viết vào cho câu hỏi số 2 hết. IBRBB 2 đi. Mình cho RBB 2 đi. VBB 2 đi. IB 2 và VBE 2 luôn. Tại vì đây là cái transistor thứ hai. Đúng chưa các em? Và khi chúng ta viết được như thế này thì chúng ta có thể tiếp theo nối tiếp luôn là suy ra. Cô suy ra luôn. Cô viết là IB Q. Bây giờ cô suy ra IBQ2. Lúc này cô viết được một công thức. Và công thức này cô móc các em đóng khung nó lại và thế số thôi. Trừ VBE có thể là trừ 0,7, trừ 0,2 trên RBB. Cộng mở ngoặc beta 2 cộng 1 lần RE2. Thì các em ạ, ở cái công thức này các em có thể đóng khung nó lại và em thấy số nó vào. Bây giờ nhỉ, mình có VBB ở phía trên rồi nè. Mình có VBE, mình có RBB này, có beta 2 luôn. Và cộng với 1 thì nhân với R2 là chúng ta ra một con số, ta có dòng IB. Và như vậy chúng ta kết thúc phương trình số 1. Kết thúc bước 1. Bước 2 của chúng ta, tức là step 2 đấy. Thì các em cứ áp dụng cho cô công thức thế là xong. Và ở đây bằng beta 2. Bây giờ mình cho số 2 vào. Tại vì mình đang tính tầng thứ 2. Nhân với IB Q. Mình để chữ Q2. IBQ2 cộng ICBO2. Nhưng mà thường cái ICBO này các em nó bằng 0. Cho nên là ở đây chúng ta đã xác định được
Và như vậy chúng ta đã tìm được một giá trị ở cái bước thứ hai này. Chúng ta đã tìm được một giá trị rồi các em. Và như vậy á, là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của câu thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái VCE này này. À, thế bây giờ muốn tìm VCE một lần nữa, cô nhắc lại mình phải đi tìm ở chỗ nào đó mà có chứa cái vector VCE. Bây giờ mình tìm này. Ở đây cô là VCE 2 này. À, đây là VCE 1 này. Có đúng không? Nếu mà mình theo đúng cái mình này thì các em nhớ cho cô màu đỏ. À, đây VCE 2 này. À, đây hình này. VCE 2 của chúng ta nó nằm ở đây này. Chúng ta đang phải đi tìm vị trí của nó. Thế thì nó có cái vị trí này, chúng ta phải đi tìm cái khung thứ hai. Cái khung thứ hai nó nằm ở đây này các em. Cô cho nó dài dài ra đây. À, trong cái khung này có VCC này. Cái khung màu xanh đấy, nó là một khung khép kín. À, khung màu xanh là khung khép kín có chứa VCE. Và cái khung này á, nó chính là cái bước thứ 3 của chúng ta đấy các em. Bây giờ bước 3. Người ta gọi cái phương trình này là phương trình đường tải đúng không các em? D, C, L, L. Như vậy chúng ta có hai phương trình. Phương trình phân cực là có chứa IB. Thế phương trình đường tải này á, thì mình nói luôn là chứa dòng ngõ ra là IC Q2 và chứa VCE luôn. Và em thấy rõ luôn, nó có chứa. Cho nên người ta gọi phương trình là phương trình đường tải bởi vì điện áp và dòng điện. Thế thì luôn luôn có một bài ca con cá và nó chỉ có một phương trình thôi. À, chúng ta áp dụng cái định luật Kirchhoff hay là chúng ta áp dụng cái gì đó cô nghĩ cũng bình thường. Định luật bảo toàn năng lượng cũng được. VCC thì bằng IC RC, mình đúng theo cái chiều này này. IC RC này các em. Xong tới cái vector VCE thì một lần nữa các em thấy nó ngược chiều, nhưng mà vì dòng điện đi từ cực C đi xuống cực E. Dòng điện đây là dòng điện trong bán dẫn mà, cho nên mặc dù dòng điện là vẫn đi đúng đấy. Cho nên nó vẫn dùng cái dấu cộng mặc dù ở đây ngược chiều VCE các em. À, và như vậy các em đã thấy có hai cái giá trị. Một là IC này, là dòng ngõ ra này, mình đã xác định rồi. Và VCE này là điện áp ngõ ra, nó nằm ở trên đây này. Đúng chưa nào? Rồi chúng ta cộng tiếp là IE RE. Vậy IE với IC mình cho nó cần bằng nhau. Và đây từ đây cô suy ra luôn là VCEQ 2. À, cái này các em cứ cho VCC thì giống nhau IC2, RC2, VCE2, IE2 và RE2. Từ đây các em suy ra được VCE thì bằng VCC trừ ICQ mở ngoặc RC cộng RE. Wow! Và các em thấy rõ VCC không cần là số 2 tại vì ở đây chỉ có 1 thôi. Ở đây có một VCC cho cả hai trường hợp. VCC bằng VCC trừ, quên xin lỗi. À, và chúng ta đóng khung cái cục này lại thì chúng ta sẽ có được một cái chúng ta đã tìm được cái giá trị được em. Một giá trị này và một giá trị này chúng ta đã tìm được. Và như vậy, hai giá trị tọa độ của điểm Q đã được xác định. Đúng chưa nào? Và câu số tiếp theo của chúng ta là xác định phương trình đường tải tĩnh. Có đúng không? Xác định phương trình cho toàn bộ bộ khuếch đại, tức là chính là cái tầng Q2 đấy các em. Thế phương trình đường tải tĩnh là phương trình nào mình đã có sẵn ở đây? Mình đã có cái sẵn cái phương trình đó rồi.
Thì bây giờ mình theo luôn câu số số 1, vẫn là câu số 1 ở câu số A đấy các em. Thế thì phương trình đường tải tĩnh này á là tại sao cô phải đưa nó về đây, nó có IC2 này, VCE này. Thì điểm Q là một điểm nằm ở trên cái đường này rồi, và bây giờ cô chuyển vế nó ra. Tại sao cô phải chuyển vế? Bởi vì trong cái đồ thị của nó trục tung là IC và trục hoành là VCE. Thế thì cô viết sang này. DCL L. Cô viết này. IC, cô không viết chữ Q nữa, bằng trừ, tất nhiên em chuyển IC sang thì bên đây là VCC trừ VCE gì đấy đã khác hết. Thế thì cô sẽ viết là một cái phương trình này chẳng có gì sai bao giờ cả, thì thôi các em cứ viết vào thành máy móc, em thế số vào cho cô. Hai cái này là thí dụ như là một cái 5 kg, một cái 1,5 là 6,5, 1/6,5 được chưa. Và cái VCE này thì chúng ta để thành biến cộng VCC chia cho RC cộng RE. Wow. Là chúng ta đã ra được Y. Em thế số vào rồi. Bây giờ em thế số sơ sơ vào là mình có thể ra được này. VCC là 20 nè. Ồ, 20 đúng là VCC. Ở đây người ta cho VCC bằng 20 chắc. Cô quên mất rồi. Đã khác đấy. À 20 thì cái chính nhá, là các em biết được các cái công thức từng bước này. Em cứ mở ra, em bỏ số vào là em ra cái số đây. Thí dụ cô thí dụ cái này là 1 trên 6,5 này, 1 trên 6,5 này cộng với nhân với y bằng 1 trừ 1 trên 6,5 VCE cộng với 20 chia cho 1 trên 20 chia cho 6,5. Thế là chúng ta ra một cái phương trình y bằng dạng trừ ax cộng b mà là con số. Nhưng mà thực ra thì cũng không nhất thiết. Và bây giờ khi mà cô đã vẽ được cái phương trình như thế này, cô vẽ một đường. Cô nói với các em rồi, chẳng bao giờ sai cả. À chỗ này là VCC các em. Mình mặc định luôn là chỗ này là VCC, cô viết màu đỏ nhá, trên RC cộng RE. Thế thì các bài toán khác này các em nhìn này. Nếu các bài toán khác nó không có cái điện trở RB2 thì cái công thức nó chỉ thay đổi ở chỗ IBQ thôi. Đây, và nếu nó không có RS thì không có RE thì chúng ta bỏ mất RE đi, thế là xong. Và như vậy bài toán đến đây là đã xong. Nhưng mà chỗ này còn trên điểm Q nó đã khái là em tìm ra cái điểm Q thường đó. Cái điểm Q của chúng ta nó nằm ở chỗ này là tốt nhất. Nhưng mà do các em tính toán thôi. Thì các em nhớ cho cô đây là IBQ. Và IBQ nó là giao điểm của đặc tuyến phi tuyến với cái đường tải tĩnh. Rồi. Bây giờ cô xác định góc của tải, cô đi đến câu số C luôn. À, cô đi xuống câu số 1 2 3 4 5, cô xin lỗi này 1 2 3 4 5 luôn. Câu cuối cùng này. Cô biết luôn. À mình biết từ cái gì, từ cái kinh nghiệm mình làm thế thôi, mình chưa làm gì cả. Thế bây giờ cô đi luôn xuống câu cuối cùng. Cô đi luôn xuống câu lúc nãy là câu số 1 nha, bây giờ cô đánh lại này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, xong câu số 5 luôn. Em vẽ nguệch ngoạc có vài đường thôi mà mình được ối điểm. À bây giờ cô viết luôn này. ACLL. Nó chắc chắn có dạng y chang như thế này. Thế cô viết ở đây là IC tức thời. À tại vì mình chứng minh rồi. 1 trên à RC RAC tại cực thu. Ở đây đây mình nhìn ở ngay cái hình đầu tiên đấy. Thì tại cái nhánh này mình phải nhìn ra theo đường của tín hiệu xoay chiều đấy. À lúc nãy là mình mới nói là tín hiệu xoay chiều thì nó đi từ trái sang phải, nó bắt đầu từ điểm số 2 này các em. Nó lên đây, tới đây nó chia làm 3 nhé các em. Cô phóng to cái này làm tí. Rồi. Nào. Chúng ta thôi xóa tất cả cái này. Rồi. À, cô phóng to lên, ở đây cô đi 3 chiều, đường màu xanh đi vào từ điểm nút số 2, đi qua điện trở R2 RB21 tới đây. Tới cái điểm nút này nguyên tắc nó phải chia làm hai đường, nhưng nó đã không đi từ đi xuống RC2, lý do là cái đường này nó to quá, nó nhiều điện trở quá và nó đi theo cái đường này.
để xuống đất, bởi ở đây có một cái con đường của nó thông xuống đất. Đây em. Chưa? Như vậy nó đi thẳng. Như vậy qua điện trở RB21. Rồi điện trở thứ hai mà nó đi ngang, đấy là RB22 và nó đi xuống đất kìa. Nó nối mạch bao giờ cũng vậy. Và cái đường quan trọng nhất của chúng ta là đi tới cực nền, đường màu xanh. Tới cực nền đấy các em, tới đây. Cô cho nó đi tới đây. Thì một lần nữa cô nhắc lại, ở đây có hai con đường. Thì nó sẽ chọn con đường nào có sự cản trở ít nhất. Đúng không? Để đi xuống. Và nối mạch. Và như vậy chúng ta thấy cực E của chúng ta bây giờ nó sẽ nối thẳng với đất đấy các em. À, đường đi của tín hiệu màu xanh là đường mà xác định là nó nối với ai. Rồi tiếp theo, đường màu xanh của cô sẽ đi ngược lên. À, ngược lên tới đây chia làm đôi các em. Bây giờ cô đi qua điện trở RC2, đi ngược theo chiều. Và nó lên đây thì nó lại tiếp tục rẽ ngang để đi xuống cực. Xuống ground, thông qua cái tụ, nó không quay lại RB các em nhé. Không quay lại RB, tức là nó không đi theo đường kia. Bởi vì sao? Nó cũng lại chọn lựa đường nào có tổng trở đối với nó nhỏ nhất. Và cái quan trọng nhất là dòng ra tải của chúng ta, tất nhiên nó đi rất bình thường và nó đi qua tải của chúng ta. Tại tải này nó giống như cái loa ở đây này, hay là cái động cơ ở đây này, và nó nối đất. Như vậy dòng màu xanh của chúng ta tại cực C đấy các em. Tại cực C của dòng màu xanh nhé, nó chúng ta nhìn từ bên trong của transistor ra. À, thì ở đây chúng ta phải có một cái điện trở là RC, chúng ta sẽ thấy nó song song với RL. Có hai điện trở, chúng ta nhìn từ transistor ra thì chúng ta thấy hai nhánh. Ở đây cũng thế. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn ngay ở trên cái hình này và chúng ta thành thói quen luôn các em. Nếu như không có RL thì cái chữ chúng ta chỉ có mỗi RC. Còn bình thường ở tại cực C như thế này, trong trường hợp này thì nó có hai điện trở, và nó hai điện trở nó song song, bởi vì hai điện trở đấy bắt đầu từ cực C và kết thúc ở đất. Tức là theo mình vừa mới lý luận cái chiều đi của tín hiệu xoay chiều đấy các. Rồi, và tới đây cô lại viết lại, ở đây chúng ta sẽ có một cái chữ VCE này. Bây giờ giá trị là giá trị tức thời, tức là trong mạch điện của chúng ta lúc này có cả dòng màu xanh, có cả dòng màu đỏ. Thế thì riêng cái điện trở tải và cái tụ á, thì nó có chỉ có dòng màu xanh, không có dòng màu đỏ. À, cái này là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, nhất là điểm khác biệt giữa AC và DC chỉ có thế thôi. Rồi, tới đây cô cộng tiếp này. Chỗ này máy móc. À, chỗ này cô, thôi bây giờ cô để đây là VCC chia cho, người ta chứng minh được rồi. Cho nên chúng ta cứ chấp nhận cho cô là đây có R C song song với R, à, VCEQ chứ quên. VCEQ là một chiều song song với RL cộng với ICQ. À, như vậy các em nhìn cho cô nè. À, một cái mạch điện khi ta viết được dòng một chiều thì từ dòng một chiều tạo thành phần DC và thành phần AC mới có được. Tức là mới đầu chúng ta phải bật nguồn lên, sau mới quét đại, sau đó mới làm rung, như cô với các em đang hiện tại đây, chúng ta phải bật máy tính, đúng không? À, và tất cả những điều đó nó nói lên cái điều gì? Công thức này các em hết sức máy móc cũng được, tới đây em máy móc hoàn toàn được chưa? À, khi máy móc như thế này rồi á thì cô thấy số vào. À, hai cái này là thích trên tổng, em thấy số vào em lấy luôn này, 4,5 này song song với 5 ký. À, em lấy tích 4,5, 4,5 em 4,5 20 chia cho 9,5 là các em có thể ra được cái một trên bao nhiêu đấy. VCE là biến, VCEQ mình đã tính ở phía trên rồi, thế vào chia cho bấy nhiêu và cộng với ICQ. Đây là công thức phương trình được tài động, các em viết vào. Nhưng mà người ta nói là xác định góc của tải thì bây giờ rất dễ. À, tan alpha DC thì bằng trừ 1 trên RC cộng RE. À, tức là góc góc của tải đấy, tức là cái độ xéo. À, tới khi này thì em có thể vẽ được cái đồ thị thì em phải tính ra giá trị. Nhưng mà cô biết ba điểm này nó giao nhau.
À, thế thì thường á, cái màu xanh nó nằm bên trong ấy. À, thi thoảng nó cũng xịt ra ngoài thì không sao cả, thì em cứ phải tính. Thế nhưng mà trong trường hợp này cô nói và giả sử là hai mạch này trùng nhau, nhưng cái góc màu xanh nó vẫn khác với góc màu đỏ, đúng không? Có một cái nó xê xịch một chút xíu. Đây là góc màu đỏ. Và bây giờ cô biết tan alpha của AC thì bằng trừ 1 trên RC song song với R của L. À, tức là thì em cũng tính toán bình thường, trừ 1 trên bao nhiêu đấy em tính toán, em thế số vào tính toán ra. Rồi, sóng ra, vẽ sóng ra cực đại tại điểm Q2. Cái câu này lúc sáng chúng ta cũng đã nhắc rồi. Thế thì bây giờ vẽ sóng ra cực đại như nào? À, tới đây là chúng ta đã được một chút điểm rồi. Rồi cô thử đi tiếp nè. Cũng vẫn cái mạch này. Bây giờ cô bảnh các em vẽ sóng ra cực đại. À, bây giờ cô vẽ này. Các em vẽ theo cô, bây giờ cô đếm số luôn này. Một lần. Một. Đúng không? Chúng ta phải vẽ cái mạch chính trước. Hai. Mới có hai đường à mấy đứa. Cô viết vào IC. Đỡ quên. VCE. Đúng không? Rồi bây giờ cô viết nè. Mình nói chung là mình không biết. À, ba. Ôi. Ba. Rồi cái đường màu đỏ. Đúng không? Mình thế vào số số VCC màu đỏ vào. Ở chỗ này là VCC chia cho RC cộng với RE. À, bây giờ cô đang viết số 2 hết nhé các em. VCE2, IC2. Được chưa? Thế thì xong là lúc nãy mình có một cái đường màu xanh, cô chọn cái điểm Q nằm chỗ này này. Cô giả định là hai cái đường nó trùng nhau thôi thì mình vẽ hình thức một xíu. Thế xong em nguệch ngoạc thêm một con đường 1, 2, 3, 4 rồi nha. 5. Chỗ dễ ẹt thế này mà mình không lẽ mình không vẽ được. Đúng không? 5. Rồi. Bây giờ chúng ta vẽ tiếp nè. 6. Ui, một cái đường song song với cái đường VC2. 7. Từ nãy giờ mất thời gian quá có. Đúng rồi, nhưng mà tiến đường chút điểm. 8. Song song với trục tung. Sao mà không thấy song song đến trên đây. 8. Được chưa? À, thế cái chỗ này là VCE sao? Và cái này là IC sao? Ôi sao với chăng gì? Nói chung là em bảo em phức tạp quá. Nhưng mà cô tính từ nãy giờ 1, 2, 3, 4. Tức là mỗi một vết vẽ của cô này. Bây giờ cô mới chiếu 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 xuống đây. Đoạn này chính là VCEQ đúng chưa? Đúng không? Thế thì cô chiếu chiếu xuống đây. Cô có một cái trục nữa. Trục này cô gọi là trục T. Trục này cô cũng gọi trục T. Nhưng mà cái đoạn này này kìa. Cái đoạn màu đỏ này này. Chính là VCEQ. Đúng không? Rồi bây giờ cái đoạn màu đỏ này này. Chiếu 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 cái dấu chấm chấm. Đây này. À, cái đoạn này chính là đoạn ICQ. Mình vừa mới tính xong. Đấy là mình vẽ 1 2 3 4 em thấy rất là dễ. Sau đó trong cái đường màu đỏ đấy các em vẽ cho cô một cái đường song song với đường màu đỏ. Song song với đường màu đỏ theo chỗ này. Rồi, thế xong em vuông góc với cái đường màu xanh em vừa mới vẽ xong. Đúng chưa? Và cái đường này người ta gọi nó là IB xoay chiều đấy. À, và trục này là trục thời gian. Nên nếu mà mình vẽ đẹp thêm được hai cái gạch nữa. Và bây giờ mình bắt đầu vẽ bay bổng. Một cái hình xin cho nó đẹp. Không thì hình tam giác cũng được, hay không là hình vuông cũng được, nhưng mà ở đây người ta đang là học vào là hình sin. À, hình sin mình vẽ đẹp đẹp một xíu. Cô thí dụ. Cô vẽ nó nhỏ nhỏ thôi, lý do là đây là cô vẽ cái sóng ra và cô quan trọng là hai cái điểm ở hai cái đầu này, đầu âm và đầu dương, ta gọi là V peak peak đấy các em. Thế thì toàn bộ cái hình này nó là cái gì vậy? Em chiếu xuống đây. Ý là em chiếu vuông góc.
xuống cái đường màu đỏ. Thế xong từ cái đường vuông góc này em kéo ra đây, em kéo sang đây, cô chắc chắn là nó đều từ cái điểm màu ở trên cái trục làm việc đấy. Và em có luôn cái đường này, và em có luôn hai cái điểm này, nó ok. Và bây giờ cái này thì em kéo xuống đây, và em thấy cái sóng nó đi như này, kéo xuống đây như vậy, có ngoằng ngoằng mấy cái tương đối thôi, các tần số nó phải giống nhau. Và em thấy là cái điểm A này này, thí dụ cái điểm A nó bắt đầu lên trước thì cái này nó lại đi xuống trước, kệ nó. Và người ta gọi đây là sóng ngõ ra, được chưa? Bây giờ tại điểm Q đấy, điểm Q đây, chỗ có mỗi vẽ vèo vèo này mà xong được không phải 5 điểm, tại sao chúng ta lại không làm, đúng không các em? Tội gì? Rồi bây giờ vẽ sóng ra max swing, hay thích hỏi như vậy đó. À, vẽ sóng ra max swing, bây giờ cô vẽ cái sóng màu đỏ đi cho nó hấp dẫn. Bây giờ max swing nhá, thì bây giờ mình nhìn này, cái điểm quy chẳng may của mình nó nằm ở phía dưới này, thì bây giờ mình trừ ra một tí, tại vì chúng ta luôn luôn có cái vùng ta gọi là vùng ngắt cái điểm quy đây, còn vùng trên này là vùng bảo hòa, là điểm quy ở chỗ này. Thế thì bây giờ cái vùng ngắt này thì bây giờ mình có một cái mẹo, mình vẽ nó ra song song ra, thí dụ như vậy. Thế cái đoạn này này, giờ cô vẽ một cái sóng, sóng này cho màu đen đi, thôi màu đỏ đẹp hơn, màu đỏ. Cô vẽ cái hình sin ở phía dưới này trước, giả sử chúng tần tần số cùng nhau đi, thì nửa hình sin này với nửa hình sin này phải phải bằng nhau, đúng không? Tròn tròn cho cô màu đỏ. Tại vì sao? Cái điểm B này này nó vừa chạm đây này, nó vừa chạm cái vùng đó. Thế thì bây giờ chiếu sang bên đây các em, nó cũng sẽ vừa chạm luôn. Và cái này chiếu sang bên đây thì vẫn ok, tại vì nó nằm ở trong cái vùng làm việc các em. Vuông góc và song song này các em. Và chúng ta vẽ lên, vẽ xuống, vẽ lên, vẽ xuống, xong. Và ở đây chúng ta cũng lại y chang như vậy. Và các em nhớ cho cô, cái này là nó chạm cái chỗ này này, cái này là vùng cấm. Đây đây, vẽ lên, vẽ xuống, vẽ lên, vẽ xuống. Tôi chết, cô vẽ hơi lệch ra. Như vậy đây là sóng max swing tại tính điểm Q, tức là cái điểm B của nó không bị mất. Rồi, bây giờ giả sử vẽ sóng ra bắt đầu bị méo, thế thì bây giờ em nhớ là bị méo, tức là nó lớn hơn cái này một chút. Cô vẽ cái sóng màu đen, rồi cái sóng màu đen thì cô gọi cái điểm này là điểm A. A này, A1 và A2, và điểm này là điểm B2, đúng không? Điểm A2 và điểm B2, điểm này là điểm A, rồi A1, B1, B2. Thế thì bây giờ toàn bộ cái điểm A2 này, các em nó vuông góc xuống đây, nó vuông góc sang đây, kệ nó vẫn lấy được toàn bộ, được chưa? Thế nhưng mà cái điểm này nó đến chỗ này thôi, các em. Nguyên cái vùng này chiếu xuống đây là chiếu xuống vùng ngắt, toàn bộ cái đoạn màu đen đen này là chiếu xuống vùng ngắt này, các em. Thì như vậy nó mất tín hiệu, và như vậy tín hiệu của chúng ta đến đây thì gạch ngang, tức là bị giống như bị cắt ấy. Thế là điểm B2 của chúng ta bị biến mất. Rồi tiếp theo ở đây cũng vậy, các em nhìn này, điểm A2 của chúng ta vẫn còn tới đây, thì nó chỉ chạm ở đây thôi, điểm B2 của chúng ta không có. Rồi điểm C lại vẫn còn tiếp tục, đúng không? Như vậy chỉ có vài cái nét vẽ thôi các em. Các em xem này, vài nét vẽ mà chúng ta có thể... Vài nét vẽ thôi mà chúng ta có thể tức là chúng ta có thể có được
không phải 5 điểm thì cô nghĩ là cũng rất bình thường. Và như vậy chúng ta sẽ rất là sung sướng. Đây, khi mà chúng ta vẽ được cái phần này của cái bộ khuếch đại cho cái khối thứ hai. Sau khi chúng ta vẽ xong rồi thì chúng ta gác lại. Và như vậy á, cô có thể ghi chép một cái điều gì đó. Rồi, bây giờ tới sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ. Đúng không? À, đây là cái câu mà đây là sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của toàn mạch. À, thế thì khi mà nói sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của toàn mạch, các em có thể vẽ liền mạch cũng được. Các em có thể tách ra từng tầng cũng được, nhưng cô đang vẽ ở đây thì cô đề nghị các em luôn. À, mình câu số mấy nhỉ? Cô xem nào. À, xác định vị trí tín hiệu quy, vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch tính các giá trị gì đấy. Thế thì sau khi chúng ta làm câu 5 rồi thì bây giờ chúng ta làm cái câu 2, vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ, thì cô bày các em rất đơn giản là ở đây có ba cực. Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ là nơi nào mà tín hiệu màu xanh đi qua đấy các em. Chưa cần cái tầng thứ nhất. Lúc nãy mình vừa mới lý luận cho cái tầng này của mình á, là cái màu xanh nó đi từ điểm số 2 đúng không? À, nó đi qua R1, R2, nó đi tùm lum hết. Và nó đi qua cái này. À, nơi nào có tín hiệu màu xanh đi qua đấy. Thế thì bây giờ em nhìn cho cô cái mạch Q1, DQ2 này. À, DQ1 tương tự như vậy. À, Q1 thì tín hiệu xoay chiều đi vào và mạch này tự nhiên nó có cái chữ RS ở đây. RS có cái câu không quan trọng. RS vào đây và các em xem này, nó đi qua cái tụ và cái mạch Q1 cũng giống giống mạch Q2, nó cũng là một cái cầu phân áp, và cô cho cái trường hợp này là khó nhất. Cô cho cái trường hợp này là khó nhất tại vì cầu phân áp là các em tính nó oải nhất. Đúng không? Và cầu phân áp mà lại có cả RS, nhưng mà để thi thì nếu mà nó ra nó cũng khó, dễ hơn chút. Thậm chí nó không có RS. Ở đây và sóng của chúng ta nó đi như này này. Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ là sao? Là các cái thứ tín hiệu màu xanh nhất, tín hiệu có ra của tầng thứ nhất là tín hiệu có vào của tầng thứ hai. Và chúng ta thấy là màu xanh nó đi khắp nơi ở trong mạch. Thế thì bây giờ hai mạch này đều là mắc trung ương. Đây. Tầng thứ nhất tại điểm số 2, tại điểm số 3 và tại điểm số 1. Em muốn lấy trước tụ cũng được, sau tụ cũng được, bởi vì tất cả các tụ này chúng ta đều cho nó một giá trị bình thường. Rồi. Thế thì bây giờ cô bày các em này, 1 1. Bây giờ cô vẽ tầng thứ hai trước, thì bây giờ trước tiên là mình khoanh lấy cái con transistor thôi. Em khoanh lấy con transistor cho cô. À, thế thì con transistor mình hết sức máy móc, nó có 3 thành phần. À, đây là B2, chứ là điểm số 2 luôn đấy. Đây là C2 và đây là E2. Đúng không? Và bây giờ chúng ta xem này, C2 mình biết rồi. Thứ nhất là cái dòng nó đi lên cái cực C trước này. Nào, nó đi ra hai nhánh, một thì cô viết là RC ở đây, RC2. Hai là R của L. Và như vậy chúng ta lần lượt chúng ta viết vào được. Rồi, bây giờ tới điểm B2. Ở chỗ này á, thôi thì nếu mà các em bảo là các em không vẽ được cái hình tương đương như ở bên kia, thì các em viết vào đây R một cái này, là RB22. RB22 rồi RB21. Rồi, xong, dừng chỗ này cho cô. À, dừng cái chỗ này là điểm số 2 đây kia, là cái tụ. Rồi, thế thì tiếp theo cô vẽ luôn cái mạch ở phía bên này, may quá. Nó lại cũng 3 phần, 1 2 3. Và đây là E1. Rất là may luôn các em. Ôi, sao cô vẽ này nó không bằng nhau. Đợi con chút. Rồi. Thế thì đây cô vẽ nó ôm ôm lại với nhau.
Rồi. Thế thì cái tại cái điểm số 2 này các em y chang nó lại có RC1, cô vẽ màu xanh. Nối đất. Xong cô có RC2 luôn. À, tại cái điểm số 2 này có RC1. Chỗ này nếu mà không có gì á thì tôi em cứ ngắt ra, em không hiểu mà. Còn nếu mà em không ngắt ra thì cũng được, em nối lại cho cô. Tại vì đây cái tụ người ta là nối mặt mà. Cái này là RC1. Con này là RB21. RB22. 21 và B22. Đấy, các em thấy không? Thế mà phía bên này, đây là B1. Đây là C2. Là C1. Và cái này là E1. Rồi. Không hiểu sao tay cô lại nó lại run như thế. Nó xấu, chữ Covid đẹp lắm á. Rồi. Giờ cô thu lại díu. Ôi. Ôi. À, hóa ra là nếu như mình zoom nó lên á thì mình không thể. Rồi. Và bây giờ cô vẽ tiếp ở tại cực B1, mình lại có hai cái điện trở. Thực ra hai cái điện trở này viết thành một điện trở RBB được rồi. Thế cô lại viết ra. Trong trường hợp này như thế này. Và cái tụ đây có một cái RS và có cái nguồn cũng được. Lỡ người ta có biết thế thì kệ nó. Có đúng không? Và như vậy á, chúng ta có thể tính được các cái thông số. Và thường cái RS này nếu mà thấy không nói gì, không điền số, không gì hết, không giá trị điện trở thì em coi như là không có nó. Và đây là cái sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch. Nếu không thì các em sẽ tính bằng. Rồi bây giờ cô tính tầng Q1 trước. Bây giờ tầng Q1 đây là mắc trung ơ rồi. Thì bây giờ cô một lần nữa, cô sẽ viết rất là nhanh. Tại đây cô gọi là VI. Tức là V20 đi. Đúng chưa? Và tại đây cô gọi là V30. V30 tức là VA. Và cái chữ dòng này là IL. Còn đây là R của L. Cái tầng thứ hai tương đối quan trọng. Và chỗ này là IB2. Đúng không? Cô tính cho các em này rất là quan trọng. Bây giờ các em có thể tính tầng thứ hai, tầng cuối cùng đi. Đúng không? Sơ đồ tương đương của nguyên cái này. Các em có thể tính một lèo cũng được như cô muốn break ra. Bởi vì buổi sáng hôm nay cô đã riêng từng tầng một, các em tách nó ra. Thì mọi việc nếu mình làm không kịp thì ít ra mình cũng làm được một hai cái. Và thầy cô sẽ chấm theo cái quá trình đấy. Bây giờ các em tính cho cô đầu tiên hết là tầng Q2. Em có thể vẽ rời ra, vẽ chung này cũng không có vấn đề gì. Thế thì tầng Q2 á, bây giờ trước tiên á, cô muốn tính ZI. Và ZI2 là cái điểm số 2 này này. Chính là ZAO của chúng ta luôn luôn có cái ZI1. À, ZAO 1 thì bằng ZI2 trong cái tại cái điểm số 2 này các em. Nếu em tính từng tầng, còn không thì lát nữa chúng ta khớp lại. ZI2 là nhìn từ hai đầu nguồn về phía tại. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bằng RB21 song song RB22. Đúng không? Và song song với HIE. Hai. Lúc đấy nếu chúng ta để ý hai cái này là chính là RBB rồi. Còn không thì các em thế số vào ba cái song song. Thì chúng ta phải cố gắng là ba cái song song thì chúng ta phải tính từng cặp một. Nhưng mà lúc nãy chúng ta có cái RBB rồi. Cái này RBB Thevenin đấy các em. Song song với HIE2. Và như vậy chúng ta thí thí vào số luôn. À, cái này dùng để làm gì? Để lát nữa tính cho cái tầng trước. Nhưng chúng ta có Z ao 2
chính là bằng rễ ao của bộ khuếch đại luôn đấy các em. Là nhìn từ hai đầu tải về phía nguồn. À tí thì em nhìn từ hai đầu tải về phía nguồn này. Không tính tải, tức là em tính như thế này. Cố gắng nhé các em, cô biết các em rất mệt nhưng mà bây giờ chúng ta phải. Cái rết ao 2 này này là nhìn từ hai đầu tải về phía nguồn. Thế thì chỗ này em viết luôn nó bằng RC2 song song với 1 trên HOE hết rồi. Đúng không? Bằng này RC2 này song song với 1 trên HOE. Mà không thấy ai nói gì đến HOE, tức là nó không có hoặc nó tiến tới vô cực. Nôm na nó gần bằng RC2. Thế là mình ra một đáp số rồi, mình thế số vào. Thí dụ trong trường hợp này là 4,5 ấy. Xong, một đáp số. Giả sử như các em không ấy thì các em viết đến cái số đây cũng được. À, cái bước 1 này, 2 này, hai tham số rồi đấy. Bây giờ tới tham số thứ ba là em phải đi tìm, cô gọi cái này là AV2. Có thể là AVE2 cũng được. Thế thì bằng cái gì? Nói chung là mình cứ học thuộc lòng V ao chia cho VI. À, V ao bằng cái gì? Ai chả. Thế thì bây giờ V ao á, cô có thể viết V ao này thì bằng IL nhân R của L. Và đây là mạch ơ chung, cho nên là cái IL này, tức là cái chiều từ đây tới đây này, thì bằng nhân RL. Hoặc em nhìn cho cô, ở đây cô có một cái dòng IL mình cũng không biết, RL mình biết. Thế nhưng mà ở đây cô có một cái dòng tổng ngõ ra. Thì dòng tổng ngõ ra này nó cũng bằng cái V20, V ao thì bằng là V30 chia cho VI là V20. Thế thì cái V ao này chính là cái V này so với đất. Thì điện cũng bằng điện áp này so với đất, cũng bằng điện áp này so với đất. Và bây giờ cô bằng một dòng tổng. Trong trường hợp này hai cái chiều là ngược chiều nhau như thế này, theo định luật nút, định luật vòng thôi. Thì bây giờ các em chấp nhận cho cô trừ HFE2, tức là beta 2 á, nhân với IB2 là cái dòng đấy đấy các em, nhân với ba cái điện trở này song song. Cô đi theo đúng thứ tự này, 1 trên HOE2 song song với RC2 song song với R của L. Wow, ba điện trở song song, ba tích chia ba tổng, sai. Mà chúng ta bỏ luôn một cái HOE, chúng ta bỏ luôn, còn RC2 nhân song song với RL thôi. Và tới đây thì cô cứ để đấy. Và bây giờ cô có VI. VI ở đây thì bằng cái gì? À, cô có, cô gọi cái này là I2 đi. Dòng đi vào cái điểm số 2, tức là đi từ trái sang phải mà các em. Thì nhân với cái tổng trở vào. À, cô có này, dòng I của I2, mình cứ đặt như vậy cũng được. Dòng ngõ vào tại cái điểm I2, đây đây, cái dòng nó nằm đây này. I của I2 này. À, lúc này là dòng màu xanh nhé các em. Nhân với Z của I2, đúng không? Dòng vào nhân điện áp vào tại cái điểm số 2 này này. Đây, cái điểm số 2 này này. Chúng ta có một cái ZI2 các em. Nãy chúng ta vừa tính này, ZI2 ở trên này. Nhìn từ điểm số 2 về phía tải. À, chúng ta có một cái điện trở đấy. Và như vậy, ở phía bên này, vì dòng nó vào cùng chiều, cho nên ở đây không có dấu gì cả. Em nhìn cho dòng đi vào đây và cái dòng IB2 này. Thế thì cô sẽ bằng là IB2 nhân với HIE2. À, các em nhớ cho cô RE thì mình tính như thế nào? À, HIE thì mình có thể tính như thế nào? HIE thì bằng beta RE, và RE thì bằng 26 chia IBQ, ICQ gì đấy. Chúng ta đều có tính được các cái tham số đấy. Lát nữa cô nói tiếp. Thế bây giờ cô mới chia hai cái này với nhau này các em. Và cô đơn giản mất. Đây cũng có IB2, đây cũng có IB2. Và như vậy cô tìm ra một cái thông số mà các em có thể đóng khung lại trong mọi trường hợp. Nó bằng trừ HFE2, không thể em thế số vào beta, nhân với RC song song R của L, mình bỏ trên HOE đi, chia cho HIE2.
E2. Wow, dễ ơi là dễ. Đúng không? Và nó có dấu trừ bởi vì cái mạch này nó. Rồi. AI1. À AI2, cô xin lỗi. Tới bây giờ đọc AI. Thế thì bây giờ em làm rất đơn giản để các em nhìn này. AI thì bằng IL chia cho AI2. Tức là hệ số cách đại dòng. Và hệ số cách đại dòng ở đây nó không đảo chiều dòng IB này. Các em nhìn là IB này. Ôi. Cái dòng IB này của chúng ta nó thể hiện rất rõ các em. Cái dòng IB này của chúng ta nó không đảo chiều so với dòng ngó vào. Đây dòng IB của chúng ta này nó dương dương so với dòng IC. Cho nên ở đây mặc định là cô lấy hai cái giá trị này cô chuyển vế sang này thì cô được cái AI vào. Đây có thể tóm tắt được em. Em cái xem này, IL thì bằng nguyên cái khối này. Tức là bằng HFE này. À, cô đơn giản luôn IB luôn. À, đơn giản luôn IB luôn thì cô có là RC song song với R của L. Đúng không? Cái này chia cho R của L. Được chưa? Và mình chia cho cái II. Thì ở dưới này sẽ là HIE2. Ở trên này sẽ là nhân với ZI2. Được chưa? Và như vậy chúng ta có được cái công thức này và như vậy chúng ta xác định được AV1 và AV2. À, AI1 và A, V, A, I2 và AV2 và như vậy cái tầng Q2 chúng ta đã tính xong. Tương tự như vậy. Bây giờ em tính tới tầng Q1. Nó mất thời gian vào cái bài này nếu mà các em máy móc lúc mà cô giảng bài thì nó sẽ rất lâu. Thế thế nhưng mà khi mà các em làm bài á thì các em lấy y chang công thức này bây giờ em thế số vào cho cô. Nếu như mạch này, còn nếu không bây giờ chúng ta xét tầng Q1. Trong trường hợp này cũng mạch cũng là mạch phân cực cầu phân áp và nếu không thì em nhìn ở trên cái điểm này cũng được. Bây giờ tầng Q1 thì mình cũng lại bài ca con cá. Nào. Xét tổng trở ngõ vào mà ở điểm số 1. Chưa? Xét tổng trở ngõ vào Z I1 sẽ bằng luôn. Ở đây cô bằng luôn là bằng ZI của tổng thể. Tức là của bộ bộ khuếch đại đấy các em. Bộ khuếch đại của chúng ta bây giờ. Thứ nhất là có Z out đây này. Và bây giờ sẽ tìm ZI này. Nó bằng ZI1 là nhìn từ hai đầu tại vì dính nguồn thì các em thấy nó sẽ bằng là RB1. Đúng không? B11 song song với RB12 tức là đi chở trên đi chở dưới song song với HIE1. Đây các em nhìn thấy ba cái điện trở đó nó song song này. 1 2 3 xong hết rồi. Và cái tầng này á là của chúng ta nó cũng dễ và y chang như vậy. Các em có thể tính được ở đây người ta cũng chẳng cần phải tính Z out nữa các em. Z out á là nhìn từ hai cái này này, hai đầu tải thì Z out thì chính là cũng là RC1 song song với 1 trên HOE1. Nhưng ở đây các em không cần tính cái đó cũng được. Nếu mà em tính luôn thì tức là Z out 2 này thì lại bằng đấy RC1 song song với 1 trên HOE1 nhưng mà thực ra cái này á thì cô nghĩ là cũng chả cần phải tính tại vì nó là trung gian nó nằm ở chính giữa chỗ cái điểm số 2 á. Và tới đây thì của em sẽ có AV1 tương tự như vậy trừ HFE1. À, trên này chúng ta sẽ có RC1. Cô xin lỗi cái này RC2 nha. R1 trên HOE này, tức là 1 trên HOE song song với RC1 và song song với
cái ZI2. Còn nếu không thì em thấy ở đây có 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái điện trở song song. Thế thì bây giờ mình cứ viết là RC1 song song với Z của I2 chính là ba cái điện trở này song song chia cho HIE1. Công thức nó giống hệt nhau các em. À, thế nếu mà em khai triển ra là HFE1 rồi RC1, bây giờ ZI2 ấy, thì bằng này song song, em cũng phải tính từng cụ mà, RB21 song song RB22 song song với HIE2. Và như vậy các em nhìn cho cô nào, cái này chính là cái R, chính là cái ZI2 đúng chưa? Và như vậy ở phía dưới, các em nhớ nó cũng có dấu trừ nhé, cô xin lỗi, có dấu trừ và cái này là HIE1, không có gì khác cả, và em tính được cả AI1 nữa. Và như vậy từ đây chúng ta cũng có thể lý luận và chúng ta tính được AI1 cũng tương tự như là cách tính của AI2. Và sau đó em cho cô một cái kết luận, AV thì bằng AV1 nhân AV2. Các em bảo cô dài quá, đúng. À, và AI thì bằng AI1 AI bằng A của I1 nhân A của I2. Đúng chưa các em? Và khi nó bằng như vậy á, thì các em thế số vào thôi. Và chẳng may là mình chưa kịp giờ thì lúc này mình cứ để chống nó vậy, mình thế tất cả các cái con số ở phía trên rất ngắn. Và tất nhiên là nếu như chúng ta có cái máy tính tính rất là nhanh thì các em biết là tất cả các thầy cô để thi là 90 phút nói chung, có năm thì là 75 phút. Thì năm nay á, là cũng dao động khoảng 75-90. Nói chung tốc độ làm việc của chúng ta gần như là, nếu như các em mà không đầu tư sẵn, tức là chúng ta không chuẩn bị sẵn đấy các em, thì nói chung là không kịp. Nhưng chúng ta phải cố. Mặc dù cô giảng bài cho các em từ nãy giờ hơn 1 tiếng, à 1 tiếng khoảng 18 phút đã, tức là 75 phút, nhưng nếu các em tính toán nhanh thì các em chỉ áp dụng công thức và không giải thích thì lúc đó ta làm trong 15 phút. Cô đã thử rồi và các em cũng phải thử. Tối nay á, cô đã mở cái đề rồi nha. À, tất cả các em thử cho cô. À, tất nhiên các bạn lớp tiếng Anh nhá, thì cô không mở đề thử. À, bởi vì các lớp tiếng Anh cô chỉ post cái đề lên thôi. Thế còn các bác lớp các bạn tiếng Việt thì có đề. Và nếu cái hình nào mà không có hình thì thôi các em chịu khó. Còn cô sẽ post cả những cái đề như thế này. Chúng ta thử làm xem bao nhiêu phút. Đồng ý không? Và như vậy cái bài của chúng ta đã xong. Đây là ghép 2 tầng của BGT. Thế bây giờ ghép 2 tầng của FED thì kinh khủng. Nhưng mà các thầy cô đều biết là thời gian của chúng ta không đủ. Đủ ở đây đủ để các em viết ra như thế này, chưa kịp tính toán. Và đủ để các em biết được cái là nhìn vào hình chúng ta biết ngay được là cái gì chúng ta cần phải làm. Đấy. Thế thì câu tiếp theo của cái bài này thì cô có tóm tắt như sau. Câu tiếp theo của cái bài mà quan trọng nhất, câu này là 0,5 điểm. Ui, thôi mình bỏ đi đỡ mất thời gian. Nhưng cô lại nghĩ là tranh thủ các em, mình phải cố gắng để mình có thời gian. Thế thì cái bài hôm nay mà để cô giải thì còn thêm một chút xíu nữa. À, thêm một chút xíu nữa là lúc nãy chúng ta đã xong một cái bài mà ghép, ví dụ như bài này để dễ hơn nữa các em, là bài này á là hai con BGT, một con cầu phân áp, tức là nó đơn giản hơn cho các em rồi đúng không, một con cầu phân áp này và một con này gọi là mạch phân cực có điện trở RS, mạch phân cực kiểu định dòng có điện trở RS. Thế thì gặp những cái mạch đơn giản như thế này á,
thì các em lại không sợ. Và những cái mạch đơn giản, càng đơn giản cái mà cầu chi am là khó nhất. Thế nếu các em gặp mạch này, đây, nếu các em gặp mạch này thì bài toán trở nên có thể một chút phức tạp hơn, bởi vì cái con phép của chúng ta, thế thì con phép chúng ta cũng tính theo 3 bước. Bây giờ giả sử như người ta hỏi cho mạch như hình, xác định tính điểm Q1 và Q2. Chúng ta tăng tốc nha. Bây giờ Q2 cô không xác định nữa, mà bây giờ cô sẽ xác định tính điểm Q1. À, Q1 ở đây chúng ta đang dùng con phép hoặc là MOSFET, D-MOSFET cũng được. Thế thì khi mà MOSFET hay D-MOSFET đấy, thì cô có một chút cái ôn tập cho các em tí. Những công thức mà các em cần phải biết. Khi làm việc với linh kiện, BJT và FET, những điểm mà cần lưu ý nhất của BJT và FET này các em. Thế thì BJT và FET nó đều có một cái định lý giống nhau. Đây cô cho các em xem này. Thứ nhất là định luật bảo toàn năng lượng, dòng cực pháp. Đây là dòng cực nguồn. À, hai cái mà cô vừa mới highlight, dòng cực pháp này kìa. IE là theo chiều mũi tên, đúng không? IC là theo chiều này và IB là theo chiều này. Xong, chúng ta luôn có IE. Pháp thì bằng nguồn cộng thu. Em hơi hơi phải vẽ vào mình cho mình biết. Chúng ta một chút xíu nữa là xong. Cô biết các em rất là mệt nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Rồi, phía bên đây thì bây giờ cái con phép bình ở cái con linh kiện bán dẫn đây nó có đủ kiểu hết các em. Cô vẽ này, IG phép này, G phép này giống hệt này. Và cái công thức này hiện tại cho kênh dẫn N, hiện tại là trong con phép mà trong cái khuôn khổ của chúng ta kênh dẫn N, cho nên là các công thức ở đây là phục vụ cho kênh N. Còn tại sao chỗ nào có module thì em thấy là lúc nào nếu mà làm E MOSFET thì chúng ta mới đổi chiều. Thế còn trong trường hợp này là chúng ta thống nhất cho dù cái hình dạng như thế nào đó. Thế thì cái dòng của nó bao giờ nó là kênh dẫn mà các em. Thì hai cái cực đối diện là D và S giống nhau. Và dòng ở đây á, mặc dù mũi tên chỗ trong trường hợp này nó như thế này kìa. Nó từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Đại khái như vậy. Tại vì cái kênh dẫn ở đây là kênh N thì dòng. Tại vì lúc nào đó em nhìn thấy á, các em phải tưởng tượng là ở cái miền phát này nè, là có một hạt electron ở đây, miền phát cũng có một miền nguồn ấy, có một hạt electron ở đây, miền phát có một hạt electron. Và các hạt này á, nó sẽ phải chuyển động. Cái này là chuyển động đến cực thu. Còn cái này nó chuyển động trong kênh dẫn. Mình hiểu sơ sơ đấy. Và dòng nào thì cũng không biết. Đây ta coi cái này như một nốt. Và một nốt này thì cứ một dòng ra thì bằng hai dòng vào và cái phép cộng như vậy. Nhưng trong mạch này có một cái đặc biệt là cái này nó gần bằng không. Còn ở đây IB của chúng ta đấy. Cái này là IE thì bằng IC cộng IB đúng không? Mà cái IB này của chúng ta là rất bé thôi. Còn cái này nó bằng không luôn này các em. Thế cho nên ở đây á, người ta có thể vẽ là ID bằng IS, tức là nguồn này, bằng cực thu. Còn ở đây ta chỉ biết được IC gần bằng miền phát. À, thế thì em biết là dòng ở trong phép nó rất là lớn. Và các công thức này, công thức cần phải lưu ý. Bên đây IC thì bằng beta lần IB là bậc 1. Còn đây ta có ID thì bằng 1, bằng IDSS 1 trừ VGS trên VP bình phương. Rồi, ở phía dưới này á, ID
thì bằng KVGS trừ VT bình phương. K bằng cái gì? Bằng ID on, tức là ID quy của mình á. VG, VS on trừ V, Thevenin, V ngưỡng. Nếu như em sử dụng cái con gọi là I MOSFET. Mình quên cái chữ I rồi, ok, không sao. Mình đành chấp nhận thôi. Thế còn ở bên đây nó có một cái tham số gì? Khi mà vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ, thì ở đây nó xuất hiện chữ GM, VGS. Ở bên đây thì nó xuất hiện chữ RE, RAU và beta RE hoặc là HIE. Đây. Thế thì cái công thức này nó có sẵn là mình hết sức máy móc. Nếu người ta bắt mình xác định là, nếu người ta bắt mình là xác định cái điện trở RE thì em có IEQ chính là bằng ICQ, IBQ đấy, IEQ này thì sẽ bằng là ICQ chẳng hạn. Lúc nãy mình tính ở câu 1 rồi. Thì câu 2 khi mà vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ thì các em thấy sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của chúng cũng hao hao giống nhau. Đúng không? Tham số của chúng hao hao giống nhau luôn. Và phương trình đường tải tĩnh của chúng rất rất giống nhau. Phương trình đường tải động của chúng giống giống nhau. Và cuối cùng đồ thị của chúng chỉ khác nhau có tí xíu à. Là phía bên đây là I. Còn phía bên đây á, là V, điện áp. Cho nên người ta thường gọi các em là con MOSFET là điều khiển bằng điện áp, tức là giống như điều khiển cái nẹp của cái ống nước. Còn cái này á khác, nó điều khiển bằng dòng điện và điện áp luôn. Tại vì các em biết là IBQ này này thì bằng là VBB đúng không? Trừ VBE. Cô làm phương trình tổng quát chia cho RBB cộng với RE. Beta cộng 1 cộng với beta lần cộng 1 RE. Mệt chứ em? Một chút xíu thôi cô chỉ hiểu. Thế thì cái điểm quy nó giống hệt nhau. Và bây giờ cô viết thêm một cái phương trình đường tải. À, phía bên này cô viết phương trình đường tải động này. Viết một tí xong là chúng ta nghỉ giải lao một chút 15 phút nha. Cô cũng mệt và các em cũng mệt. D, C, L, L này. Giờ cô viết phía bên này này. Mình nhắm mắt lại mình viết luôn. À, I, D thì bằng trừ 1 RD cộng RS. Nó trừ đây. Đi D nha. V của DS cộng VDD chia cho RD cộng RS. Wow. Thế bên này thì có biết gì? IC thì bằng trừ 1 RC cộng RE. VCE, bên kia là VDS. À đây, VDS. À bên đây là gì? VCE. Dễ ẻ luôn, hai cái đồ thị giống hệt nhau. Cái này là VDS, đồ thị này, cái này là VCE. Và như vậy các em nhìn này, cộng VCC chia cho RC cộng với RE. À RC là gì? Ở cực thu. RD bên đây là gì? Là cực máng. Máng là hứng cái gì đấy các em? RS ở đây là nguồn. Còn RE đây là phát. Như vậy đồ thị chúng đúng hệt nhau. Thế thì bây giờ cô giả sử, thế bây giờ xem là dòng AC là giống nhau không? Giống luôn các em. À đây AC L. Mình máy móc luôn. IC tức thời. Mình lấy giống hệt bằng trừ 1. À thế thì bây giờ mình nhắm mắt lại mình cũng nói luôn là cái chỗ này là RAC mà tại cái cực C à, bằng VCE tức thời cộng ICQ cộng VCEQ. Cái này người ta chứng minh rồi, thì em viết vào đây là RAC tại điểm C. Và lát nữa cô nói bên đây cũng y chang. Nhưng mà chúng ta đổi thành cái chữ gọi là hết chỗ này. Đây.
ID tức thời, giống hệt như các em bằng trừ 1 trên RAC tại cái cực thu á, ở cực máng. V ở đây là DS em. Nếu mà người ta bắt viết còn không biết viết thì thôi. IDQ à, mình tính là cộng với VDSQ chia cho RAC tại cực C. À, RAC tại cực C là cái gì? Là nơi có dòng xe chiều đi qua. Chúng ta nhìn từ transistor, đợi cô quay thử cái. RAC tại cực C. RAC tại cực C trong trường hợp này đây, à, nơi có dòng xoay chiều đi qua. À thế thì em bảo cái gì đây? Bảo thưa cô đây chỗ này này là một cái điện trở, cái này là ZI2 đúng không em? Cô giả sử như thế, đây là điểm số 2 mà. Có đúng không? Thế thì như vậy cái RAC tại cái cực này, nhưng mà bây giờ cái đường này mình không cần phải biết, mình chỉ cần biết cái chỗ này thôi. Và trong trường hợp này của mình thì cái này là trung gian. Còn nếu người ta nói viết phương trình cho cái phương trình đường tải động cho cái tầng thứ nhất á, thì chúng ta mới biết. Còn trong trường hợp này chúng ta chả phải biết gì. Rồi cô tìm thử cái nha. Cái này thì em biết rồi, RAC tại cực C lúc này là nó như thế này, là bằng RC song song với RL. Được chưa? Rồi bây giờ trong trường hợp này đi, cô chả thấy có trường hợp nào mà có con phép ở phía bên ngoài. Rồi. Và như vậy thôi chúng ta học nốt cái tần số này xong là cô sẽ cho về luôn. Được không các em? Để mình nghỉ thế là đủ. Rồi bây giờ cô rồi thế thì bài giải nói chung về các mạch các em, cô ví dụ như mạch ở đây không có mạch nào mà có hai hai cái con phép thì đề thi của thầy cô chắc chắn là không sẽ không cho ra hai cái mà có con phép đâu các em, tại nó tốn nhiều lắm. Đây à, cái này chưa có, cái này chỉ có một con phép ở phía này thì chúng ta không phải viết cái đồ thị. Nhưng nếu mà à, chẳng hạn cho câu trắc nghiệm á, người ta có hỏi thì các em thấy là phép với BGT thực ra chúng rất giống nhau, chỉ có khác một cái là trong cái mạch phân cực ấy, thì chúng ta phải tính rất là lâu. Được chưa? Thế thì bây giờ mình tính cái bài thí dụ như bài này đi, thì cô chỉ cần tính cho các em tầng 1 thôi, thì chúng ta cũng 3 bước. Tầng 1 là tầng của con phép. Thì trong cái bài mà video mà cô vừa gửi cho các em á, là chúng ta có thể theo dõi được cái cách thầy tính, nhưng mà cô thì cô tính theo một cái phương án khác khác một xíu, xíu. Đây các em nhìn cho cô bước 1. Thôi chắc chúng ta phải ra chơi một xíu, cái chúng ta học 1 tiếng rưỡi rồi đấy. À, đây cô tính cho các em bước 1. Nếu chúng ta gặp mạch phân cực như thế này thì trong cái bài ôn tập tổng á, là cô có giới thiệu về phép, đây là mạch phân cực kiểu tự cấp, thì chúng ta cũng viết phương trình phân cực các em. À, viết phương trình phân cực này là cái phương trình gì? Thì bây giờ cô viết tách nó ra. À, bây giờ cô viết tách nó là cô vẽ lại cái mạch cái khung bằng vàng đó. Hoặc là các em không vẽ lại cũng được. Thì các em thấy trong cái khung này này, cô có một cái này là VGS. À, VGS chính là giống như IB ở bên kia của chúng ta đấy. Trong cái khung này này các em. Cái khung ở phía bên tay trái. À, cái khung này nó... Cô xóa cái này đi vậy. Trong cái khung này này các em, nó có chứa cái gì? Có chứa cái VGS, nhưng cô gọi nó là phương trình phân cực. Thì các em viết vào đây không, trong khung này không có. À,
Và giả sử cái dòng IG nó vẫn còn, đúng không? Trong cái khung này không có nguồn thì ta có IG, ERG. Rồi bây giờ lại chữ VGF là một cái vector mà nó tác động đến cái kênh dẫn, và cái kênh dẫn nó có bị thắt, nó nghẽn hay là nó cho khởi điểm, cộng với VGS. Cộng. Ở đây chúng ta sẽ có ID. Thôi IS đi. RS của chúng ta. Đây là mạch một chiều nhé các em. Cái dòng một chiều của chúng ta nó đi như thế này này các em. Nó phân cực này. Dòng một chiều của chúng ta không đi qua cái tụ C2 được. Tới đây, tới đây, tới đây. À, và đây. Đi qua R này. Và dòng một chiều của chúng ta này, nó tự phân cực. Nó có thêm một cái cung ở phía ngoài này. Đây là người ta gọi là mạch phân cực kiểu tự cấp, tức là tự cấp điện. Tức là cái kênh channel của chúng ta đây, nó có một cái nẹp, giống như cái nẹp sắt đó. Và kết quả chúng ta có phương trình như này. Trong cái khung kín mà cô vừa mới vẽ đây. Trong khung kín này. Tại sao cô phải tìm khung kín này? Bởi vì cô tìm cái phương trình phân cực, bởi vì cô phải tìm cái VGS. Ở bên kia chúng ta là phương trình phân cực của chữ IB. Tại sao cô lại phải tìm GS? Bởi vì trong cái phương trình tính. Thế tới đây á, cô có VGS này kìa. VGS cô viết sang một bên. Được không? À, cái này IG, LG là bằng 0 luôn rồi. Thế thì VGS của cô bây giờ nó bằng trừ này. IS của cô bằng ID trừ ID RS. Được không? Cô thích viết như vậy. Tại sao cô phải tìm VGS? Bởi vì thế này các em. Bước thứ hai, sau khi cô tìm VS, bây giờ mình chẳng biết, ID mình cũng không biết, VGS mình không biết luôn, mình chỉ biết bộ RS. Thì cô có cái phương trình này. Bây giờ cô có một phương trình, đây là con set mà. Cô có ID bằng IDSS. Chúng ta phải cho khi mà các em tính 1 trừ VGS chia cho V, V. Tất nhiên người ta cho. À, trong trường hợp này người ta cho là cô thấy nó đề trừ 4 hay trừ 8 thì đã khác, người ta cho. Cái này phương này bình phương. Rồi, bây giờ cô lại có, giờ cô mà chuyển cái này cũng được. Cô có phương trình đây, cô suy ra cái phương trình này đi. Cô suy ra này. Cái này là ID đi. Bằng trừ 1 trên RS VGS cũng được. Hoặc là VGS bằng trừ IDRS cũng chẳng sao. Nhưng mà cô muốn viết nó vào đây bởi vì sao? Cô gọi phương trình này phương trình số 1. Và phương trình này cô có, phương trình số 2 cô có ID nữa này. Bằng này, trừ này 1 này, RS. RS mình có giá trị rồi. Nhân với VGS. Và bây giờ các em nhìn cho cô này. Ở đây cô cũng có VGS bình phương. Ở đây cô cũng có VGS. Rồi ở đây cô có ID cô cũng không biết. Và ở đây cô cũng có IB cô không biết. Thì cô gọi là đây là hai phương trình. Một là phương tuyến tính. Đây phương trình số 1 và phương trình số 2. Là hệ hai phương trình, hai ẩn số. Hai phương trình, hai ẩn số. À, em có thể thay. Em có thể thay ID vào đây, vào đây. Thì em tìm nghiệm là VGS. Hoặc là em thay ở phía bên này, em thay cái VGS rồi này. Bằng IDRS. Đây, cô thí dụ nha, mình thay thử đấy. À, cô thay bằng cái phương trình số 2. Từ phương trình số 2 này, cô suy ra này. Cô có ID này. Bằng IDSS, nó là một số rồi. 1 trừ V. À, phải, chỗ này là mình thay nó vào. Mình thay nó vào. Chỗ này em thay vào bằng trừ ID RS, đúng chưa? Chia cho VP. VP này nó bằng trừ mấy đấy không biết. Đã khái thế. T
tất cả cái này bình phương. Và như vậy ở trong này có hai cái biến đây. Biến bậc 2, giải phương trình bậc 2 thì dùng cái máy tính á, ta có cái phần gọi là solver. À, dùng cái máy tính bằng tay á, không thì em giải phương trình em khoai trừ delta này để bằng trừ 4b bình phương cộng trừ b bình phương cộng 4ac rồi delta bằng cái gì đó vân vân. Thì ở đây em dùng cái phần mềm solver, em đánh công thức giống như cái file video lúc nãy của thầy Hoàng á, thầy có một cái khúc giới thiệu để ra luôn nhiệm luôn. Thế thì bây giờ em dùng cái solver em suy ra và có thí dụ ID1. Đây hai nghiệm mà không trình, và một cái là ID2. À hai cái nghiệm này á, chúng ta lựa chọn tất nhiên nó phải là dương. Nếu nó một âm một dương thì ok, còn nếu bây giờ hai cái cùng dương thì chúng ta phải chọn cái nào có giá trị nhỏ hơn IDSS. Đúng không? Chúng ta phải chọn. Chọn cho một cái yếu tố nào đó, cái nào nhỏ, D1 chẳng hạn, chọn phải nhỏ hơn IDSS. Chứ không được chọn lớn hơn, tại vì IDSS là, nó là một cái đồ thị và cái. Từ từ cô sẽ vẽ cho. Nhỏ hơn IDSS thì chúng ta chọn. Một trong hai cái này chúng ta phải chọn. Và khi chúng ta chọn được rồi, thì chúng ta từ cái ID này này, ta gọi nó là IDQ. Cô thí dụ trong trường hợp này mình chọn là ID1 đi. Ta chọn được một nghiệm IDQ. Và từ đây chúng ta đã tìm được tính điểm Q đầu tiên, tức là IDQ. Đúng không? Đây là IDQ1 và VDSQ1. À, thế bây giờ chúng ta đã tìm được cái IDQ1 rồi. Stop. Vô cùng sung sướng đúng không kia? À, chúng ta tìm được cái IDQ1, chúng ta thế số vào chúng ta tìm được rồi. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sau khi tìm được rồi, bây giờ chúng ta phải đi tìm cái VDSQ. Nếu người ta hỏi là xác định tính điểm Q, còn nếu người ta hỏi tôi mình khỏi tính. Đúng không? À, mình khỏi tính luôn. Và trong cái trường hợp này á là mình cần phải đi tìm cái gì game? V G SQ mình cũng suy ra được rồi. Chẳng qua là để làm công cụ. TVGSQ mình suy ra. Thế bây giờ mình bước số 3 là viết phương trình đường tải tĩnh. Chẳng qua phương trình đường tải tĩnh để em tìm ra VDSQ. Thế thì phương trình đường tải tĩnh ở đây ta lại cũng có VCC. Ta gọi chính nó là DCLL đấy. DCLL của cái con phép lúc nãy cô viết rồi. DCLL thì mình cứ mặc định thôi. Mặc định là VCC à VDD của mình ở đây nó bằng 20 chẳng hạn. Thì bằng ID mở ngoặc cô viết tắt luôn RE RS cộng với RD cộng với VDS. Và từ đây các em tính được Q1. Đây. 1 hết. 1 thì bằng là VDSQ1 thì bằng là VDD trừ V. À, khi mà làm á, thì chúng ta có thể thấy công thức kệ là IDQ1 mở ngoặc RS cộng với RD. Nếu người ta hỏi là Q1, đây các em tìm được tọa độ của nó rồi. Và khi mà chúng ta tìm được tọa độ như thế này á, thì chúng ta lại cũng bắt đầu tính AV. AV1. À, cái AV1 này thực ra cực dễ. Bây giờ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ. Ok, này là hình khác mất rồi. Thế thì bây giờ để tính cái sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mình, thì các em vẽ nó ra. Bây giờ cô vẽ ở cái điểm số 2 và điểm số 3, cô vẽ nhỏ xíu thôi nha. Và các em về nhà các em xem cái này dễ lắm. À thế thì đối với cái mạch này á, nó phải có 3 điểm, nó có 3 cực thôi. Bây giờ nó có 3 cực. Thế bây giờ ở cô vẽ đây nha, vẽ chỗ nào. Đây. Có cách à. Cô xóa cái chỗ này đi. Sau khi mình tính rồi, bây giờ mình vẽ cái sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của nó thì em nhớ cho cô này. À, cực này là cực G.
một điểm chấm chỗ này là cực S nguồn, và chỗ này là một cái điện trở ngõ ra, viết là RD nhỏ. Chỗ này là một nguồn áp phụ thuộc, và áp ta gọi là GMV của GS. Điểm số này là điểm số 2, đúng chưa? Và như vậy á, coi như của nó đi. Và đây ta có cái này là VGS, là cái điện áp này. Đây là thuộc về con transistor. Và bây giờ ngoài con transistor chúng ta bắt đầu vẽ này. Tại cái điểm số 2 này chúng ta, tại cái điểm cực D này này, D2 này, D2 thì chúng ta có một cái điện trở RD nối đất. Đây, RD đây, bằng 2,2 ký này, đúng không? Xong ra đây, nếu các em muốn chấm chấm thì ở đây chúng ta có một cái điện trở tương đương, ta gọi cái này là ZI1, à ZI2, cô xin lỗi. Chúng ta bao giờ phải tính từ tầng sau đến tầng trước, đặt thái thế ở tại cái điểm số 2 này. Và đây chúng ta có 2,2 ký. Thế còn ở phía này của chúng ta thì đơn giản tại cực G này, có một điện trở RG nối đất. Và sau đó là cái nguồn. Và đây là sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ. Và bây giờ chúng ta tính rất là dễ đấy. ZI của mạch này, sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ, chúng ta tính nè. Cô lại chuyển về xuống đây. Em chịu khó một chút nha. Tại vì chúng ta gần xong rồi. Gần kiếm được 8 điểm môn thi rồi. Cho nên là chúng ta không có gì gọi là phải khó khăn cả. Bây giờ các em nhìn cho cô nào. Bây giờ cái khâu cuối cùng của chúng ta là tính ZI1, tính là bằng cái ZI của toàn bộ cái bộ khuếch đại. Nếu như chúng ta ghép tầng, ở đây là con phép. Thế thì ZI ra là mình trả lời được. Ở chỗ này mình có mỗi cái RG. Các em nhìn cho cô này, RG này, một điểm này, cái chỗ này nó không có gì hết trơn á. Không có gì và nó hết rồi. Như vậy, nhìn từ hai đầu nguồn về phía tại, chỗ này nó bằng RG. Thế vào trong trường hợp này là 1 mê. Tổng trở ngõ vào lớn. Ok. Rồi bây giờ tổng trở ngõ ra của mạch này thậm chí là không cần biết. À, thế thì bây giờ mình xem cái hệ số khuếch đại điện áp. Rồi. AV bằng. À, bây giờ mình xem AV này. À, AV thì bằng V10 chia cho V20 thì nó bằng V10 thì bằng IS này. Y nguồn, à thôi, xin lỗi, cô cho II đi, đừng có cho IS, nó giống cái người y nguồn. IS nhân ZI, đúng không? Thì là V10. Đúng chưa? IS này nhân ZI này bằng đúng RG là điện áp ở 10. Và điện áp ở 20 thì bằng cái gì? Điện áp ở 20 này, các em nhìn này, thì bằng GMVGS. AV thì bằng V20 chia cho V10, nó cũng có trái chiều tại vì đây là mạch mắc, à S chung bằng trừ này GM, đúng không? GM nhân với bằng trừ GMV20 á, GMVGS. VGS thì bằng cái gì? VGS thì bằng hai cái này song song nếu là nguồn. Rồi VGM thì bằng RD song song với RD lớn là bằng 2,2 ký này này, rồi song song với ZI2 chia cho V10 là VGS nhân với, và cuối cùng thì chúng ta có một cái công thức VGS, ở trên này là VGS này nhân với cái khối ba cái điện trở này, cái một này, hai này và ba cái điện trở này song song. Nếu như chúng ta có một cái nguồn dòng ở đây thì bằng ba cái này thì nhân ra là thành V hay không? Em viết là chẳng cho cô chỗ này cô hết chỗ đó. V 20 thì bằng GMV của GS đúng không? Và cái nguồn đấy nhân với ba cái điện trở song song. RD 2,2 và ZI 2
V10 thì bằng RG nhân với V của RS. Đúng không? Và các em delete. Và trên này chúng ta có ở phía dưới chia cho RD. Và như vậy á, chúng ta sẽ có được AV1 bằng. À, các em có thể bằng RGM chia cho RD song song với RD nhỏ song song với RZI2, và cái dưới chúng ta chia cho RG. Hai cái đó chúng ta sẽ tính được hệ số khuếch đại điện áp. Sau đó chúng ta tính được hệ số khuếch đại dòng. Và từ đó chúng ta có thể suy ra AV1 và AG1. Sau đó chúng ta nhân với nhau. Cũng là một kiểu. Còn bây giờ khi mà chúng ta vẽ nguyên cái khối sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch này á, thì nói chung là các em có thể vẽ một cái là của phép, hoặc là các em vẽ từng tầng một, thì các em vẫn có thể tính ra được. Và cái câu cuối cùng, chúng ta học thêm một chút nữa nha, 10 phút nữa. Câu cuối cùng là câu, cô sẽ gửi cái file này cho các em. À, câu cuối cùng lúc nãy là câu xác định tần số cắt thấp. Thì cái phần này cô đã cho một cái cực kỳ ngắn là, ôi không, à, cô giới thiệu với các em. Một chút xíu. Rằng cô sẽ chia sẻ cho các em về ôn tập ảnh hưởng của tụ. Thế thì giờ cũng là cái đề bài như vậy. À, các em có nhìn thấy cái file của cô không? Alo, một em nào trả lời cho cô là trên màn hình á? Có đúng không? À, bây giờ cô sẽ gửi một cái tổng thể như sau. Cái đáp ứng tần số của bộ khuếch đại á, thì ở đây nó có cái khái niệm đầu tiên như thế này. Là cái câu mà gọi là tính tần số thấp dưới ảnh hưởng của các tụ. Thế thì một cái mạch điện của chúng ta, bây giờ cô tách ra cái tầng cuối cùng nha. Cái tầng cuối cùng mà tiếp xúc với tải của chúng ta, giả sử là cái tầng này đi các em. Giả sử là cái tầng mà bằng BGT. Thế thì từ trước đến nay các em, mình học cái gì? Từ trước đến nay á, là mình học ba cái tụ này là mình gắn vào tụ ở phía trước, tức là điểm số 2 chẳng hạn. Và ba cái tụ này là mình mua, mình gắn vào cái, đúng không? Xong rồi mình lại bỏ qua nó. Thì người ta mới phát hiện ra là cái tụ đấy đấy các em, ba cái tụ này là cái tụ mà mình gắn vào. Cô bé này nhá. Rồi. Ba cái tụ mà mình gắn vào này á, thì nó ảnh hưởng tới, cô chẳng biết làm sao. Đây.
ba cái tụ đó đấy các em. Thì nó ảnh hưởng tới vùng tần số thấp, ảnh hưởng tức là nó làm thu hẹp lại, nó rất dở. À, ba cái vùng tần số thấp đấy các em là tụ, ba cái tụ mình gắn vào là ba cái vector màu tím của cô đang chiếu này này. Như vậy người ta xác định luôn là cái vùng tần số thấp là bị ảnh hưởng bởi ba cái tụ, mình chỉ hiểu thế thôi. Ba cái tụ này lúc nãy mình cho nó bằng không, dòng xoay chiều đi ngang qua, ok, và chúng ta không hề tính gì cả. Thế thì cái mạch mà ở vùng tần số cao đấy các em, là cái vùng tần số mà cắt trên đấy, thì nó là cái khúc đấy đấy, cái khúc màu xanh á, thì nó bị ảnh hưởng bởi các cái tụ ký sinh. Cái tụ này giống như là nó sinh ra trong quá trình làm việc các em, nó nóng lên đấy. Đây các em nhìn cho cô, tụ ký sinh nó gồm những tụ nào? Thứ nhất là tụ ngõ vào, và hiệu ứng tụ điện nó rất là phức tạp, thôi kệ nó. Và nó có tụ ngõ vào và tụ ngõ ra, thì tụ ngõ vào đó, người ta gọi là cái tụ gọi là hiệu ứng, cô tìm cái màu màu tím đi. Đây, tụ này được gọi là tụ ngõ vào. À, tôi chơi màu đỏ. Đây, tụ ngõ vào này kia. À, người ta viết tắt bằng chữ WI, tức là tụ input, rồi tụ output này. Tụ này là hai cái tụ vào và tụ ra. Thế ngoài ra chúng ta lại có những cái tụ là giữa các bản cực, em có nhớ không? Giữa các bản cực này này. Thí dụ như cực nền này, cực cực nền với cực thu này. Rồi cực nền với cực phát này, nó có hai tụ. Rồi giữa cực thu và cực phát là hai cái bảng cực lớn. Như vậy chúng ta biết rồi, cô thường giảng với các em là nếu như bình thường mà các em ngồi thì ở cái phía nắng nó sẽ chiếu rất là nhiều, nó nóng, thì ở phía đằng sau lưng của các em sẽ lạnh. Tự nó phải cân bằng quy luật như vậy đấy. À, và như vậy chúng ta thấy là các cái tụ mà do quá trình vận hành, tức là cái chẳng hạn như cái thôi tay mình mà xoa như thế này này, bỏ ra là hai cái tụ đấy các em, hai bản cực của cái tụ đấy. À, thế thì các em thấy là động cơ khi mà vận hành thì nó cũng sinh ra cái tụ này, người ta gọi là tụ ký sinh do hiệu ứng Miller này, rồi hiệu ứng nhiệt này, rất là nhiều thứ nó sinh ra. Mà em biết là tất cả những cái hiệu ứng đó nó lại tác động ngược lên cái linh kiện bán dẫn. Mà linh kiện bán dẫn của chúng ta có một câu trắc nghiệm như thế này các em, là khi nhiệt độ tăng thì các hạt dẫn sinh ra nhiều, nó nóng mà nó bức ra, nhưng mà nó bức nhiều cái nó thủng luôn, đánh thủng luôn. Thế thì năm cái tụ này này, năm cái tụ này sinh ra trong quá trình sản xuất thì nó ảnh hưởng ở vùng tần số cao, còn ba cái tụ mà chúng ta lắp vào này thì nó ảnh hưởng ở vùng tần số thấp. À, chúng ta phải hiểu như vậy thôi. Thế thì bây giờ tính toán nào? Thì bây giờ thực ra rất đơn giản, và cô đã thống kê cho các em một cái rất là ngắn gọn. À, và cái file này cô cũng sẽ gửi cho các em. Cho nên là chúng ta không có gì gì phải lo để chúng ta kiếm được điểm của câu này. Ba cái mũi tên, tức là năm cái tụ màu xanh thì ảnh hưởng vùng tần số cao, mà các thầy cô chỉ thích vùng tần số thấp thôi. Cho nên là hỏi thì hỏi maximum là ba cái. Thế nếu như bây giờ công thức rất là đơn giản, nào các em nhìn nào. À, nếu mà cô muốn hỏi ảnh hưởng của cái tụ đây, ảnh hưởng của cái tụ CCE này, thì cô biến nguyên cái mạch điện của cô á, đỏ đỏ này này, cô biến nguyên cái mạch của cô á thành một cái box màu xanh phía bên này, ta gọi là box system, đúng không? Và ở đây có một cái tụ thôi, ở đây có ảnh hưởng một tụ CS này. Thì công thức ở đây các em nhớ cho cô là công thức về S thì bằng 1 trên 2 PRC. Nghe chưa nào? Công thức lúc nào cũng chỉ có một thứ, 1 trên 2 PRC. Nhưng bây giờ cô muốn tính ảnh hưởng của cái tụ CS, thì cái chữ R và CS này, 2 pi thì giống nhau rồi, chữ CS này này các em, là chúng ta thấy giá trị của CS vào. Nhưng chúng ta phải đi tìm cái RI, và RI đây này các em. RI đây.
RI trong trong trường hợp này là cái gì vậy? Chính là tổng trở ngõ vào đấy các. Trong mạch khuếch đại của chúng ta. Này em thấy là RB1 này. Song song với RB2 này. Cầu phân áp là cái chắc rồi. Song song với HIE này. Beta RE là HIE. Đúng chưa? À cái ZI này này nó chính là ZI của bộ khuếch đại. Như vậy dễ không? RE thì bằng cái gì? Bằng 26 trên này mình cũng tính ra được. Và như vậy á, công thức thì có sẵn. Như vậy bây giờ các em học thuộc lòng cho cô một điều thôi. Là ảnh hưởng của tần số cắt, người ta có hỏi tần số thấp thôi. Thì S bằng 1 trên 2 pi RC. Đúng không? Mình phải xác định R. Còn cái tụ C này á, muốn ảnh hưởng của tụ nào thì mình điền cái tụ đó vào. Rồi bây giờ mình xem tiếp. Bây giờ cô muốn xét ảnh hưởng của tụ. Nhưng mà cái ở phía bên tay trái của cô này các em nó có cái điện trở RS. Thì lúc này cái ZI thì vẫn như cũ. Nhưng mà em thấy là nếu mà chúng ta xét cái mạch này này các em. Trong cái mạch này system nó giống hệt cái system ở trên này. Thế xong nó có cái tụ này. À, cái này là cái mẹo làm việc thôi. Bây giờ mình không chứng minh nữa. Mà mình chỉ làm sao cái mẹo để mình tính cho nhanh. Thì em thấy rõ ràng là trong cái mạch này, trong nguyên cái mạch này thì người ta thấy có RS nối tiếp với cái tổng trở này đúng không? Tổng trở RI nối tiếp này, cho nên là ở đây nó là dấu cộng này, các em thấy không? Ta cộng với RI cộng với RS trên CS, tức là vẫn tính ảnh hưởng của tụ. Nhưng mà trong trường hợp này cái hình ở phía trên á, hình phía trên này này các em, là không có RS. Còn hình ở phía dưới á, là của chúng ta là có một tí RS ở đây. Thế thì công thức của chúng ta chẳng có gì thay đổi, nó vẫn là F của LCS đấy các em. Suộc á, 1 trên 2 pi RI nhân với RS, ở đây cũng là 1 trên 2 pi RCS. Vậy cái tụ CS của chúng ta đấy, chúng ta đang cần cái tụ CS mà. Thế thì như vậy công thức đầu tiên là ảnh hưởng của tụ CS. Và có RS và không có RS. RS là cái điện trở ngõ vào này. Nhưng mà đề bài của chúng ta cũng không nên nỗi phức tạp lắm. Cho nên là các em chỉ cần tham khảo một chút. Như vậy một slide này thôi là đủ. Và các em phải về ngồi ít ra phải viết. Nghĩ một slide này là chúng ta tính được ảnh hưởng của tụ trên tầng tần số thấp vậy đấy. Chúng ta tìm được một cái L của CS. Và bây giờ cái thứ hai thì khó hơn một chút, tức là tính ảnh hưởng của tụ. Trong trường hợp này tụ nào đây? Là mình thống nhất này. Ảnh hưởng, bây giờ cô tính ảnh hưởng của tụ CC này các em. Thì công thức của nó này, FLCC. Thì em nhớ chứ cô, 1 trên 2 PLF. Đây. Và cái chữ R này là một cái tổng R. Các em nhìn cho cô tổng R. Bây giờ cô viết cái RA cộng với RL, tức là các em nhìn cho cô này, toàn bộ cái mạch này. Bây giờ cô biến nó thành một cái cục, đấy là cục system. Cái này nó chỉ có RA thôi. RA tương đương. Và cái R tải của chúng ta này nó sẽ mắc nối tiếp với cái RA này đúng không? Các em nhìn cho cô công thức nối tiếp này. Đây. Còn cái tụ này á, là tụ CC thì em phải viết vào đây là F của LC. Được chưa? Tức là ảnh hưởng của tụ CC. Lúc nãy chúng ta vừa mới tính ảnh hưởng của tụ CS. Sau bây giờ muốn tính ảnh hưởng của tụ ngõ vào. Lúc nãy là mình tính cái này rồi. Và bây giờ mình tính cái này là ảnh hưởng của tụ ngõ ra. Được chưa? Thì cũng lại 1 trên 2 pi RC. Nhưng mà C bây giờ là CC. Và cô biến toàn bộ cái hệ thống của cô thành một cái box màu xanh này. Nó gọi là box system. Và tính cái điện trở RA này của cái hệ thống mà tính nhìn từ cái tụ vào. Hơi khó một chút nhưng mà rồi thì em áp dụng công thức cho cô thôi. Cái RA này tính bằng cái gì? Nó bằng RC nhân R0. À RC mà R0, cái R0 này mình thấy nghi rồi. R0 là tức là mình nhìn từ cực cửa C ấy. Mình nhìn ngược vào thì mình trở thấy 1 trên HOE, 1 trên HOE bằng vô cực rồi. Hai điện trở song song, một điện trở lớn, một điện trở nhỏ, ta lấy bằng mỗi RC. Đúng không? RC này này. Và cái RC này cuối cùng em nhìn này.
RCRL. Và cái tụ này là giá trị của cái tụ CC chúng ta nhân vào nhau. Và như vậy chúng ta có thể tính được cái giá trị ảnh hưởng của cái tụ CC. Tức là có một cái câu nào đó là ảnh hưởng của tụ C3 đấy. Tụ này người ta có thể gọi là tụ C3 này. Tụ này là tụ C2 này. Và tụ này người ta gọi là tụ C1. Rồi. Bây giờ chúng ta tìm ảnh hưởng của tụ CE luôn cái. Đây, ảnh hưởng của tụ CE. Thì cô tô màu khác nè. Ảnh hưởng tụ CE. Ảnh hưởng của tụ CE tức là mình phải đi tìm toàn bộ cái hệ thống. Bây giờ em để CE qua đây. Toàn bộ cái hệ thống này. CE thì nó mắc song song với cái điện trở RE đúng không? Và em nhìn nguyên cái khúc này của cô, bây giờ nó thành một cái box. Chút xíu thôi, có 3 công thức à các em, không ngại. Thế thì công thức này cũng lại mở 1 trên 2 pi RE này các em. 1 trên 2 pi RE và CE. Thế thì cái RE này bây giờ người ta tính cho em rồi nè. Em nhìn này, RE này tại vì nó song song với cái hệ, nó nhìn ngược lại về transistor nên nó bằng RE này. Song song với nguyên cái cục này này. Và cái cục này người ta nhìn ngược lại thì em thấy hình như nó là RE này rồi R1 song song. R1 với R2 là cái điện trở phân cực của cái transistor đấy. Và chia cho beta. Tất cả cái này chúng ta đều có hết rồi. Và đây RE đây. À như vậy, vấn đề ở đây của chúng ta là áp dụng 3 công thức. Có đúng không? Và 3 công thức này á, nó chỉ có một giá trị thôi các. À nó có một cái nó có một cái công thức là một. Đây để cô viết văn bản này. Là S của tần số thấp thì bằng 1 chia này. Giờ cô mở ngoặc này. 2 pi. Đúng không? Nhân với mở ngoặc này. R nào đó. Nhân với C. C này là CI. À, thí dụ như CS. Rồi, CS này. Hoặc O nhá. O này. C. C. O. C. E. À, các em thấy không? Tức là công thức gì đơn giản là S thì bằng 1 trên 2 pi nhân với R và C. Thế thì bây giờ có 3 cái tụ C thôi. À, C ở cực thu, C ở cực E và C ở cực lúc đầu vào. Nó có 3 cực, có 3 trần, 3 cái tụ. Thế 3 cái tụ đó thì em thấy giá trị nó vào này. Các em nhìn cho cô này. À, thấy giá trị này. À, thí dụ. Ui. À, thí dụ như với LC thì ta thấy cái tụ CC vào. Với CE thì ta bị ảnh thấy cái tụ CE. Còn bây giờ cái tụ CS này. Ôi. Cái tụ CS. Tụ CS này em. Cái tụ CS thì là phía trước này. Đây, tụ CS thì chúng ta lại có cái tụ CS vào đây, tụ CS vào đây. Như vậy chúng ta thực chất có 3 công thức ở kèm. Và chúng ta phải tìm một cái giá trị như sau. Tức là chúng ta phải tìm trong 3 giá trị đó, giá trị nào max. Thì người ta gọi là tần số cắt thấp của bộ khuếch đại kèm. Và bây giờ cô có một cái slide tổng luôn. Này thì cũng dễ. Này. Có 3 cái tụ. Đấy, có 3 cái tụ thì em cho cô 3 công thức. 3 cái tụ này các em. Cô có 3 công thức. Và 3 công thức này nó liên quan tới này. À, CS này. Rồi cái này là CS mà có RS này. Rồi cái này CC này. Và cái CE có 4 công thức. Các em thấy không? Và khi mà các em có 4 cái công thức này rồi á, em áp dụng công thức em tính cho cô thôi. À, thế thì chúng ta ít ra phải viết ra.
À, nó có ba cái công thức ở phía ngoài đấy các em. Và chúng ta sẽ nhận được cái vùng tần số cắt thấp này. Thế ba cái công thức này hay là bốn cái công thức này chúng ta tính ra đấy các em. Thì các em tìm được cái FL max. Và cái FL max ấy, là cái tần số có giá trị lớn nhất. Đúng không? Tần số có giá trị lớn nhất có ba cái này thì chúng ta phải lấy cái tần số này. Người ta gọi là tần số cắt của bộ khuếch đại. Tần số cắt của bộ khuếch đại. Và tần số cắt trên thì thôi các em khó phải làm, nhưng cô có gửi cho các em một cái file. Tần số cắt trên thì lại do các cái tụ, mà cái tụ về rồi hệ số khuếch đại giảm này, rồi hệ số vùng trong vùng tần số thấp này cũng giảm này. À, thế thì trong vùng tần số trung bình hệ số khuếch đại của nó cũng giảm. Và ở vùng tần số cắt cao này các em nhìn này. Ở vùng tần số cắt cao đấy các em. Ở vùng tần số cắt cao thì đại khái nó có hai cái tụ cụ. F thì bằng 1 trên 2 pi. Tần số cắt cao ngõ vào và tần số cắt cao ngõ ra. Các em nhìn thấy hai cái box không? Cắt cao ngõ vào và cắt cao ngõ ra là do các tụ, mà do cảm ứng quá trình xuất hiện thì nó cũng chỉ là một chuỗi công thức thôi, mình tóm lại. Và chuỗi công thức này nếu người ta cho thì em tích, còn nếu không cho thì thôi. Tần số cắt cao thì bị ảnh hưởng do các tụ ký sinh. À, các em nhớ cho cô có thể có câu trắc nghiệm nha. Thí dụ tiếng Việt thì dễ rồi, tần số cắt cao bị ảnh hưởng do các tụ ký sinh. Và cái tần số cắt cao này nó bị thay đổi như thế này thì mình phải lấy cái FH min, tức là em tính hai ba giá trị rồi em thấy cái nào min thì em lấy. Còn tần số cắt dưới bị ảnh hưởng bởi các tụ liên lạc CC, CS và CE. Và như vậy ấy, chúng ta phải chọn được. Bên đây chúng ta chọn là max, tần số cắt dưới để chọn cái max. Tần số cắt trên thì chúng ta chọn cái min, và cuối cùng chúng ta nhận được một cái vùng xanh xanh nó nhỏ lại. Và như vậy á là bài tập của chúng ta từ nãy giờ cô giảng khá nhiều, nhưng thực ra làm có mấy phút và áp dụng có mấy công thức. Thế thì các em hãy về nhà, hãy đầu tư một chút để ghi chép lại, đúng không? Và như vậy á thì cái bài học hôm nay của chúng ta có lẽ là kết thúc. Và cô cũng, tức là chúng ta đã kết thúc một học kỳ đấy các em. Một học kỳ trôi vèo một cái, đúng các em? À, phía trước của các em tuần sau, các em tưởng tượng là tuần sau chúng ta thi, tuần sau chúng ta thi nữa. Sau đó là chúng ta nghỉ Tết, năm nay Tết Tây rất là sớm. Thế thì cô, Thu Hà, hôm nay sẽ kết thúc cái buổi ôn tập của chúng ta. Còn những cái phần khác thì cô sẽ gửi cho các em một cái list mà cô sẽ post lên YouTube. Hoặc là cô gửi video cũng được. Cái video mà giống như của thầy Hoàng cô vừa gửi cho các em á, thì cô sẽ cắt nhỏ và gửi sang cái dạng video như vậy. Cô chúc các em thi thật tốt nè.